Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 231. Đạo Ngọc, ngươi là người thiên mệnh bị vứt bỏ. Mặt Diệp Huyên lập tức đen xì. Hắn lấy bút đại đạo ra, ngươi biết vật này không? Đạo Ngọc, là bút đại đạo. Diệp Huyên cười, đã vậy thì ngươi còn nối giáo cho giặc làm gì? Đạo Ngọc, nó chỉ là một cây bút mà thôi. Diệp Huyên đực mặt ra. Bút đại đạo tức giận quát lên, chỉ là một đạo ngọc còn con mà cũng dám xem thường ta. Ngươi không muốn sống nữa chứ gì? Đạo Ngọc từ tốn đáp, bút đại đạo, ngươi không cần dọa ta. Tuy ngươi thường đi theo chủ nhân nhưng chung quy vẫn chỉ là một cây bút. Hơn nữa, chính ngươi mới đang giúp giặc làm ác. Chủ nhân từng ra lệnh, cấm những ai đã đạt đến đạo chi cảnh ra tay với người ngoài. Trong khi đó, cái người mà ngươi đang theo này đã đạt đến đạo chi cảnh, lại còn tiếp tục động thủ với người khác, hắn đã làm trái trật tự chủ nhân đặt ra. Bút đại đạo gằn giọng, miếng ngọc nát kia, ngươi có biết hắn là ai không? Đạo Ngọc, tiểu bút, cây bút đứng đầu vạn bút như ngươi có thể ăn nói sao cho nghe lọt tai hơn không? Hở ra là công kích cá nhân, mất giá quá đấy. Bút đại đạo. Đạo Ngọc tiếp tục, không ai có thể làm trái với trật tự của chủ nhân. Tất cả đều phải tuân thủ, bao gồm cả ngươi, bút đại đạo à. Ngươi nên nhớ kỹ thân phận của mình, chỉ là một cây bút, đừng mơ tưởng đến việc vượt qua trật tự của chủ nhân. Còn người này, đã vi phạm trật tự, nên bị trừng trị. Bút đại đạo, chính chủ nhân bảo ta đi theo hắn. Đạo Ngọc hỏi lại, vậy chủ nhân có từng nói hắn có thể bỏ qua mọi trật tự và quy tắc chưa? Bút đại đạo câm miệng. Chủ nhân đúng là chưa từng nói vậy. Chỉ là âm thầm chấp nhận mà thôi. Diệp Huyên có thể làm, nhưng bọn họ không thể nói ra. Bằng không chẳng phải đang làm chủ nhân mất mặt hay sao? Đạo Ngọc tiếp tục, phàm giới do chủ nhân tạo ra, trong vũ trụ này có hàng tỷ tỷ sinh linh. Nhưng chỉ cần một suy nghĩ của cường giả đạo chi cảnh là có thể khiến tất cả chết thảm. Vì vậy chủ nhân mới lập ra nguyên tắc người đạt đến đạo chi cảnh không được phép ra tay ở ngoại giới. Hôm nay, hắn liên tục giết nhiều người ở đây tức là đã làm trái với trật tự của chủ nhân, ta có bắt hắn cũng là đúng lý hợp tình. Bút đại đạo, đạo ngọc, ta là bút của chủ nhân, đi theo người bao lâu nay, tuy không dám nói có thể đại diện cho người, nhưng ít nhiều gì vẫn hiểu được một vài suy nghĩ của chủ nhân. Còn ngươi, sau khi được chủ nhân sáng tạo ra thì bị để lại nơi này, vì vậy có rất nhiều chuyện ngươi không biết. Nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, nếu ngươi nhúng tay vào việc này thì sẽ không còn đường sống nữa. Đạo Ngọc im lặng. Bút đại đạo tiếp tục, người bên cạnh ngươi đúng thật là người bảo vệ thế giới này do chủ nhân lựa chọn, nhưng người này bên cạnh ta không phải người bảo vệ thế giới, mà có thể là người bảo vệ vũ trụ vạn giới do chủ nhân chọn. Sau một hồi im lặng, Đạo Ngọc mới nói, nhưng hắn phá vỡ quy tắc. Bút đại đạo không khỏi cảm thấy nhức đầu. Ai mà ngờ mảnh ngọc này lại cứng nhắc tới vậy. Bỗng nó nghe Đạo Ngọc dùng huyền khí truyền âm hỏi, bút huynh, ngươi nói thật cho ta biết, ai mới là nhân vật chính? Là hắn hay là người này bên ta? Bút đại đạo hờ hững hỏi lại, ngươi thấy sao? Đạo Ngọc, nhưng tên này không có khí vận thiên mệnh. Bút đại đạo thở dài, những thứ đó chỉ là giả. Đạo Ngọc im lặng. Một hồi sau, bút đại đạo mới nói tiếp, Đạo Ngọc à, thiên đường hay địa ngục, ngươi tự lựa chọn đi. Ta chỉ có thể nói rằng, nếu chọn sai thì ngay cả chủ nhân cũng không cứu được ngươi. Đạo Ngọc trầm ngâm một hồi rồi đáp, ta còn lựa chọn gì nữa, đương nhiên là nghe theo bút huynh rồi. Ngươi bảo ta làm gì thì ta làm nấy. Bút đại đạo nghe vậy thì không biết phải nói gì. Bà mẹ nó. Có cảm giác như mình vừa bị lừa. Đạo Ngọc này danh phết. Nếu lựa chọn này là sai lầm thì về sau Đạo Ngọc có thể đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu nó. Bỗng Diệp Huyên lên tiếng, tiểu bút, nói chuyện xong chưa? Bút đại đạo gật đầu, xong rồi. Diệp Huyên nhìn Đạo Ngọc, chỉ thấy nó khẽ run lên rồi bay đến trước mặt hắn. Diệp công tử, sau này hai ta cùng một phe ha. Diệp Huyên bật cười, được. Người đàn ông áo trắng bên kia đã ngây ra như phỗng, Đạo Ngọc. Ngươi! Đạo Ngọc chỉ nói, dạ công tử vẫn nên đầu hàng đi thôi. Sắc mặt người đàn ông kia trở nên xấu xí vô cùng, Đạo Ngọc. Ngươi phản bội ta, ngươi! Đạo Ngọc, ta chưa từng quy thuận ngươi, lấy đâu ra phản bội? Người đàn ông trừng trừng nhìn nó, vì sao?
Đạo Ngọc thở dài, mượn cách ví von của thế tục, thì ta là ngoại thần còn Bút Đại Đạo là nội thần. Mà hiện nay nó đi theo Diệp Huyên, điều này có ý nghĩa thế nào hả Dạ công tử? Thật xin lỗi, nhưng kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Đừng nói chi các ngươi, ngay cả với chúng ta thì chọn phe cũng là chuyện quan trọng. Một khi chọn sai, nhẹ thì mất việc, nặng thì vạn kiếp bất phục, hy vọng ngươi hiểu cho. Người đàn ông gằn giọng, ta mới là người thiên mệnh. Là người bảo vệ thế giới này. Đạo Ngọc, rất tiếc, nhưng ta phải nói rằng mỗi thế giới đều có người bảo vệ, ngươi chỉ là một trong số đó mà thôi. Nói đơn giản thì giống như hoàng tộc của thế tục vậy, hoàng đế có thể có rất nhiều con trai, nhưng thái tử chỉ có một. Hạng ăn cơm nhà nước như chúng ta đương nhiên là phải theo phe thái tử rồi. Mọi người. Sắc mặt Diệp Huyên cũng trở nên quái dị. Khả năng ví von của mảnh ngọc này sánh ngang với tiểu tháp được đấy. Lại nghe Đạo Ngọc tiếp tục, vị Diệp công tử này có Bút Đại Đạo đi theo, nghĩa là hắn có thể là người lập ra trật tự trong tương lai. Nó thở dài, Dạ công tử, làm người hay làm vật đều phải tự biết thân biết phận, đừng tự cho mình là đúng. Ngươi đừng nhầm lẫn nữa, nên theo ta quy thuận hắn đi. Người đàn ông quắc mắt, mệnh ta do ta, không do trời. Mệnh ta do ta, không do trời. Nghe người đàn ông áo trắng nói thế, Đạo Ngọc khẽ thở dài, nó biết người đàn ông áo trắng đã bị bỏ lại. Nghịch thiên. Chủ nhân ghét nhất là kiểu người cứ hơi tí là lại nói nghịch thiên. Bởi vì rất nhiều người cho rằng nói câu đó thì có thể thể hiện được rằng mình rất lợi hại. Nhưng trong mắt chủ nhân, đây là một hành vi ngu xuẩn. Trước khi có năng lực nghịch thiên, cho dù có ý định này thì ngươi cũng đừng nói ra. Nói ra để cho thấy mình rất ngầu à. Cường giả thực sự chẳng bao giờ hô nghịch thiên cả, bởi trong mắt họ trời chẳng là gì hết. Mà những người ngày nào cũng hô nghịch thiên là những người chẳng có thực lực gì mấy, như thể phải hét lên như vậy để tỏ ra mình rất ngầu vậy. Đạo Ngọc không nói thêm nữa, lui về bên cạnh Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo trắng thấy khóe miệng hắn ta hiện lên vẻ hung ác, hắn ta nắm tay phải lại. Ngay lập tức, một luồng khí tức đáng sợ quét ra từ cơ thể hắn ta. Đạo chi tiểu thành cảnh. Ở độ tuổi này của người đàn ông mà có thể đạt đến đạo chi cảnh phải nói rằng thực sự đã là rất yêu nghiệt. Nhưng người hắn ta gặp là Diệp Huyên. Diệp Huyên tiện tay vung ra một kiếm. Phụt. Dưới ánh mắt của mọi người, đầu của người đàn ông áo trắng bay ra. Máu bắn ra tung tóe. Giết chết chỉ trong một giây. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sững sờ. Diệp Huyên cất nhẫn chứa đồ của người đàn ông áo trắng đi rồi bảo, giải quyết xong rồi. Nói rồi hắn nhìn Ngụy Lam bên cạnh, tới Đại Ngụy thôi. Đại Ngụy. Ngụy Lam hơi giật mình nhưng vẫn đáp được. Nói xong Diệp Huyên dẫn theo đoàn người tới Đại Ngụy. Vừa đến Đại Ngụy, Ngụy Nguyên đã ra đón, hiển nhiên ông ta đã biết chuyện xảy ra ở thư viện Quan Huyên. Nhìn thấy Diệp Huyên, Ngụy Nguyên run giọng gọi, "Diệp công tử." Diệp Huyên cười, "Ngụy lão, ông cũng lớn tuổi rồi, có phải nên nghỉ hưu rồi không?" "Nghỉ hưu?" Nét mặt Ngụy Nguyên cứng đờ. Diệp Huyên không để ý đến ông ta, quay đầu lại nhìn Ngụy Lam. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ là nữ đế của Đại Ngụy quốc. Ngụy Lam trầm mặc chốc lát rồi đáp, "Được." Diệp Huyên cười, "Nếu có người phản đối thì lập tức giết." Nói xong hắn quay đầu nhìn Thiên Trần, Thiên Trần gật đầu, "Ta ở lại đây trợ giúp Lam cô nương." Diệp Huyên quay người rời đi. Ngụy Nguyên nhìn Ngụy Lam, đang định lên tiếng thì Ngụy Lam đã thẳng thừng vô tình nói, "Phụ vương nghỉ hưu đi." Nói xong nàng ta sải bước đi về nơi xa. Vẻ mặt Ngụy Nguyên cực kỳ khó coi. Nhưng ông ta lại không làm được gì hết. Chuyện nhóm Tiêu Thanh bị giết ở thư viện Quan Huyên rất nhanh đã lan truyền khắp phàm giới. Mà người của Liên minh Ngân Hà lại càng biến mất không thấy dấu vết. Tất cả người của Liên minh Ngân Hà đều không thấy đâu nữa. Trong thư viện, Diệp Huyên ngồi trên ghế, trước mặt hắn là Ám Quân. Ám Quân trầm giọng bảo, người của Liên minh Ngân Hà rút lui hết rồi. Còn về việc đi tới nơi nào thì tạm thời chúng ta vẫn chưa biết. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Ám Quân gật đầu. Lúc này một ông lão đi vào đại điện, ông lão hơi cúi người thưa, viện trưởng, tông chủ Phàm Tông Mạc Hà cầu kiến.
Mạc Hà. Diệp Huyên suy nghĩ một lát rồi đáp, để ông ta vào đi. Ông lão cung kính chào rồi lùi lại. Một lúc sau, Mạc Hà đi vào đại điện. Mạc Hà nhìn Diệp Huyên khẽ cười, Diệp công tử. Diệp Huyên gật đầu, lần này Mạc tông chủ tới đây là có chuyện gì vậy? Mạc Hà mỉm cười trả lời, ta đến đây để chúc mừng Diệp công tử. Diệp Huyên lắc đầu cười, chúc mừng ta cái gì? Mạc Hà nghiêm túc nói, từ nay về sau phàm giới là của thư viện Quan Huyên rồi. Diệp Huyên nhìn Mạc Hà, Mạc tông chủ tới để thăm dò à? Mạc Hà im lặng. Diệp Huyên đáp, ta chỉ muốn mở thư viện, chúng ta sẽ không xâm phạm lợi ích vốn có của phàm tông các ông ở phàm giới, đương nhiên cá nhân ta cũng hy vọng phàm tông có thể tạo điều kiện một chút. Nghe vậy Mạc Hà lập tức thả lỏng, nhanh chóng nói, chắc chắn rồi. Diệp Huyên gật đầu, mà ông có biết người của Liên minh Ngân Hà trốn đi nơi nào rồi không? Mạc Hà gật đầu, hẳn là trốn tới Ngân Hà giới rồi. Diệp Huyên cau mày, Ngân Hà giới. Mạc Hà trầm giọng giải thích, Diệp công tử không biết rồi, Ngân Hà giới do một vị tổ tiên của Liên minh Ngân Hà tạo nên, vị tổ tiên này cũng là người của hệ Ngân Hà, người này rất yêu nghiệt, năm xưa ở phàm giới nàng ta thực sự là một tồn tại vô địch. Cũng chính vì vậy Liên minh Ngân Hà mới có chỗ đứng ở phàm giới và trở thành thế lực hàng đầu như thế. Ngân Hà giới. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, ta biết rồi. Mạc Hà khẽ gật đầu, nếu không còn việc gì nữa thì tại hạ xin phép cáo lui. Diệp Huyên gật đầu. Mạc Hà lui ra, Diệp Huyên chìm vào im lặng. Hiện giờ về cơ bản phàm giới đã nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Tiếp theo, những việc nhỏ như thành lập thư viện và tiên bảo các không cần hắn xử lý nữa, cũng có nghĩa là hắn có thể đi chơi được rồi. Nghĩ tới đây, khóe miệng Diệp Huyên hơi cong lên. Bá chủ viễn cổ gần như có thể tung hoành ngang dọc ở thế gian này, mà bây giờ hắn là vô đạo chi cảnh, bá chủ viễn cổ ở trước mặt hắn cũng chỉ là một con tôm tép. Tôm tép, nghĩ vậy, khóe miệng Diệp Huyên không khỏi nhếch lên, sau đó dần dần mở rộng, cười cực kỳ vui vẻ. Đi thì uy thôi. Một lát sau, Diệp Huyên đứng dậy, sau khi dặn dò chuyện của thư viện xong, hắn lên đường đi đến Ngân Hà giới. Liên minh Ngân Hà. Chuyện này nhất định phải giải quyết. Không phải hắn sợ, mà là không muốn sau này liên tục gặp phiền toái. Mà lần này Diệp Huyên dẫn theo cả Thiên Trần. Không dẫn theo ai đi cùng thì thể hiện còn có ý nghĩa gì nữa. Thể hiện cũng cần có người làm nền mới được chứ. Vô biên chủ dẫn theo hai người, hắn dẫn theo một người là đã khiêm tốn lắm rồi. Trong tinh không, Thiên Trần chợt nói, Diệp công tử, thứ cho ta nói nhiều. Nhưng hình như Ngụy Lam cô nương có ý với cậu đấy. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó cười hỏi lại, có ý với ta? Thiên Trần gật đầu, đúng thế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi bảo, ta đã rất khiêm tốn rồi, nhưng không ngờ vẫn thu hút được người khác. Hai, thật phiền. Nét mặt Thiên Trần cứng ngắc, mẹ nó, nếu tên này nói chuyện như vậy thì ông ta không muốn nói nữa. Lúc này Diệp Huyên chợt nói, Ngụy Lam cô nương tiếp quản đại ngụy không gặp phiền phức gì chứ? Thiên Trần lắc đầu, không có, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Diệp Huyên gật đầu, vậy thì tốt. Thiên Trần trầm giọng bảo, Diệp thiếu, ta cảm thấy sau khi giải quyết xong chuyện ở Ngân Hà giới, chúng ta có thể đến hư vô chia địa đi dạo một vòng. Diệp Huyên nói, là nơi bá chủ viễn cổ ẩn thân hả? Thiên Trần gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên suy nghĩ rồi đáp, được, đến lúc đó có thể đi dạo xem thế nào. Nói đến đây hắn dừng lại một chút rồi lại hỏi, ở đó có cường giả vô đạo cảnh không? Thiên Trần trầm giọng trả lời, năm xưa khi ta đi thì chưa có, bây giờ không biết thế nào. Diệp Huyên khẽ cười, vậy thì tốt. Vẻ mặt Thiên Trần cứng lại. Diệp thiếu làm sao vậy? Lúc nào cũng muốn thể hiện, thế này không hay lắm đâu. Diệp Huyên nhìn vào chỗ sâu trong tinh không xa xôi, nhẹ giọng nói, cảm giác vô địch. Thiên Trần thấp giọng nói, Diệp thiếu, ở trong vũ trụ vô tận, với thực lực của cậu đúng là không ai có thể khiến cậu bị thương được. Diệp Huyên nghiêm mặt bảo, Thiên Trần tiền bối, phải khiêm tốn, khiêm tốn. Thiên Trần cạn lời. Rất cạn lời. Bây giờ ông ta đã hơi sợ phải nói chuyện với Diệp Huyên rồi đấy.
Tên này lúc nào cũng nghĩ xem nên thể hiện thế nào, động một cái là lại công kích ông ta bằng ngôn ngữ. Đúng lúc này, phía xa đột nhiên xuất hiện một chiếc tinh hạm khổng lồ. Diệp Huyên nhìn tinh hạm, phía trên có một lá cờ khổng lồ dài trăm trượng, trên đó viết hai chữ lớn, Đại Triệu. Đại Triệu. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, hắn nhìn sang Thiên Trần, ông ta cũng lắc đầu, chưa nghe bao giờ. Diệp Huyên gật đầu, chúng ta đi thôi. Hai người đang định đi thì lúc này tinh hạm ấy đột nhiên đổi phương hướng, đi về phía họ. Thấy cảnh này, Thiên Trần nhíu mày nhưng Diệp Huyên ở bên cạnh thì lại cực kỳ phấn khích, lát nữa nếu có xung đột gì thì ông đừng ra tay, cứ khiêm tốn trước đã, chúng ta phải nói lý, lấy đức thuyết phục người ta, đừng thẳng tay ức hiếp người khác, càng có năng lực, khi thể hiện càng phải, ồ không phải, càng có năng lực thì càng phải khiêm tốn, phải ẩn nhẫn, không thể cứ một lời không hợp là ra tay luôn. Chúng ta là người có văn hóa, hiểu không? Thiên Trần thẳng thốt nhìn Diệp Huyên, sau một lúc, ông ta bật thốt một câu trong lòng, mẹ kiếp. Lúc này tinh hạm đã đến trước mặt Diệp Huyên và Thiên Trần. Một người phụ nữ chậm chậm bước ra. Người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu lan, váy dài bó sát nên vóc dáng mảnh mai cao gầy của nàng ta được phô diễn trọn vẹn. Nàng ta có mái tóc dài xõa vai, khuôn mặt thanh tú với nụ cười nhạt trên môi. Nhìn thấy người phụ nữ này, Diệp Huyên giật mình. Người phụ nữ quan sát Diệp Huyên rồi cười hỏi, công tử tên gì? Diệp Huyên cười đáp, Diệp Huyên. Diệp Huyên. Người phụ nữ khẽ mỉm cười, ta thấy công tử khí chất bất phàm, chắc không phải người bình thường nên muốn làm quen với công tử. Diệp Huyên cười, cô nương cứ nói đùa, ta chỉ là kiếm tu bình thường, ngoài vẻ mặt cũng được thì những thứ khác đều chỉ thường thôi. Thiên Trần nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Người phụ nữ lại hỏi, không biết lần này công tử định đi đâu? Diệp Huyên đáp, Ngân Hà giới. Người phụ nữ hơi giật mình, sau đó cười bảo, thật trùng hợp, lần này ta cũng đến Ngân Hà giới, nếu đã vậy thì đi cùng nhau nhé. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói xong hắn dẫn Thiên Trần lên tinh hạm. Không thể không nói, tinh hạm này cực kỳ xa hoa. Toàn bộ tinh hạm đều được làm bằng chất liệu đặc biệt, vừa mở ra đã thấy phi phàm, xung quanh tinh hạm vẽ đầy bùa chú thần bí. Diệp Huyên liếc mắt nhìn người phụ nữ, thân phận của nàng ta hẳn là không tầm thường. Lúc này người phụ nữ giới thiệu, quên giới thiệu với công tử, ta tên là Hình Linh. Diệp Huyên khẽ cười, Hình Linh, rất hân hạnh được làm quen với cô nương. Hình Linh mỉm cười, sau đó nhìn Thiên Trần bên cạnh hỏi, vị tiền bối này tên là gì vậy? Tiền bối. Hai chữ này vừa thốt ra, vẻ mặt Diệp Huyên liền cứng đờ. Hắn che giấu cảnh giới nên Hình Linh không nhìn thấu được, còn Thiên Trần thì không. Cũng có nghĩa là đối phương đã phát hiện ra Thiên Trần là đạo trị cảnh. Nói cách khác, sở dĩ đối phương kết bạn với hắn có lẽ là vì Thiên Trần. Nghĩ tới đây, vẻ mặt Diệp Huyên chợt trở nên hơi khó coi. Thiên Trần là ai? Thấy vẻ mặt Diệp Huyên không đúng, ông ta lập tức hiểu ra nguyên nhân. Bèn nói mau, cô nương, ta là tùy tùng của thiếu gia nhà ta, có chuyện gì cô cứ hỏi thiếu gia của ta. Nói rồi ông ta lùi lại hai bước, sau đó cúi nửa người, vẻ mặt vô cùng cung kính. Không thể làm ảnh hưởng đến việc Diệp thiếu gia vẻ được. Thấy thái độ của Thiên Trần, Hình Linh ngẩn ra. Nàng ta không ngờ một cường giả tuyệt thế lại kính trọng Diệp Huyên đến vậy, thật sự quá khó tin. Rất nhanh. Nàng ta lại quay sang nhìn Diệp Huyên cười bảo, Diệp công tử, cậu rất không tầm thường nha. Lúc này nàng ta lại càng tò mò về thân phận của Diệp Huyên hơn. Diệp Huyên mỉm cười, không trả lời câu hỏi này mà hỏi ngược lại, Hình Linh cô nương, lần này cô cũng tới Ngân Hà giới à? Hình Linh gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên hỏi, vậy cô có thể nói cho ta nghe về Ngân Hà giới không? Hình Linh suy nghĩ một chút rồi hỏi, đây là lần đầu công tử tới đó à? Diệp Huyên gật đầu. Hình Linh mỉm cười đáp, Ngân Hà giới do cổ Bái Nguyệt cô nương người của hệ Ngân Hà sáng tạo ra. Nơi này có không gian nghịch thời trong truyền thuyết, vì thế thu hút vô số cường giả tới đó. Lần này ta tới cũng là vì không gian nghịch thời. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, không gian nghịch thời. Hình Linh gật đầu, Diệp công tử không biết sao. Diệp Huyên lắc đầu. Hình Linh nhìn Diệp Huyên rồi bảo, không gian nghịch thời là một loại thời không đặc biệt, mà trong thời không nghịch thời đặc biệt này, tốc độ trôi của thời gian của nó khác với thế giới bên ngoài,
nói một cách đơn giản là ở trong đó một năm chỉ bằng một ngày ở thế giới bên ngoài. Một ngày. Nghe lời giải thích này của Hình Linh, Diệp Huyên nhất thời sững sờ. Đây chẳng phải tiểu tháp sao? Đương nhiên nghịch thời không này không nghịch thiên bằng tiểu tháp, ở trong tiểu tháp 10 năm mới bằng một ngày ở ngoài. Hình Linh bật cười, ta cứ tưởng Diệp công tử tới đây cũng vì nghịch thời không, nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy. Diệp Huyên gác mọi suy nghĩ lại, cười đáp ta đi dạo tham quan thôi. Hình Linh cười, vậy đến lúc đó ta sẽ đi cùng Diệp công tử, ta khá quen thuộc ngân hà giới này. Diệp Huyên cười, vậy thì cảm ơn cô nương. Hình Linh đáp, đừng khách sáo. Nói rồi nàng ta dẫn Diệp Huyên vào một tiểu điện, còn Thiên Trần thì rất thức thời không vào theo. Hình Linh nhìn Thiên Trần tự động lui ra, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, không nói nhiều. Trong điện, Hình Linh cười hỏi, Diệp công tử, vị tiền bối vừa nãy là đạo chi cảnh à? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Vẻ mặt Hình Linh dần trở nên nghiêm nghị, đạo chi cảnh đi lại bên ngoài thế này, đúng là rất hiếm thấy. Diệp Huyên cười, mắt nhìn của cô nương thật sắc bén, liếc mắt một cái đã nhìn ra được cảnh giới của lão Trần. Hình Linh bảo, Diệp công tử chê cười rồi. Diệp Huyên bỗng hỏi, Hình Linh cô nương, chỉ có ngân hà giới mới có nghịch thời không thôi sao? Hình Linh gật đầu, hiện tại thì ta chỉ biết có ngân hà giới. Lần này ta đến ngân hà giới là vì cảnh giới đạt đến điểm mấu chốt, muốn mượn nghịch thời không để đột phá. Diệp Huyên suy nghĩ một chút, hắn có nên lấy tiểu tháp ra thể hiện không nhỉ? Tiểu tháp. Cuối cùng Diệp Huyên vẫn bỏ qua ý định này. Loại ra vẻ cấp thấp này đã không thể thỏa mãn được nhu cầu nội tâm và tinh thần của hắn được nữa. Lúc này một ông lão đi vào, cung kính cúi đầu trước Hình Linh, tiểu thư, chúng ta tới rồi. Hình Linh đứng dậy cười nói với Diệp Huyên, Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói xong hai người ra khỏi tinh hạm. Vừa ra khỏi tinh hạm, Diệp Huyên đã thấy phía sau Hình Linh có tới hàng trăm người. Mà trong số đó thấp nhất đã là quá khứ đạo cảnh, ngoài ra ông lão đứng sau nàng ta còn là thần chi cảnh đỉnh cao, tuy vẫn chưa tới đạo chi nhưng nhìn khí thế của ông ta thì hẳn là cũng không còn lâu nữa. Lúc này Hình Linh quay đầu nhìn sang ông lão bên cạnh, lão Ngô, ông đi theo ta đi. Lão Ngô gật đầu, quay lại nhìn mọi người sau đó phất tay. Mọi người hiểu ý, lặng lẽ rút lui. Hình Linh nhìn Diệp Huyên, cười, Diệp công tử, đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, đi. Lần đầu tới đây nên hắn không quen thuộc với nơi này, đương nhiên lựa chọn đi theo Hình Linh. Hình Linh nói, Diệp công tử, nếu cậu không có nơi nào để đi, chi bằng gia nhập học viện Ngân Hà cùng ta đi. Diệp Huyên nhìn Hình Linh, học viện Ngân Hà. Hình Linh chớp mắt, Diệp công tử chưa nghe tới học viện Ngân Hà bao giờ à? Diệp Huyên lắc đầu, chưa. Vẻ mặt Hình Linh đột nhiên trở nên kỳ lạ. Diệp Huyên cười hỏi, Hình Linh cô nương có thể nói cho ta về học viện này không? Hình Linh gật đầu, người sáng lập ra học viện Ngân Hà này cũng là Cổ Bái Nguyệt, mà nơi tu luyện nghịch thời không ở trong học viện này, ngoài nơi tu luyện nghịch thời không ra, văn minh võ đạo trong học viện Ngân Hà cũng vô cùng đáng sợ, nghe nói thầy giáo ở đó đều là cấp bậc bá chủ viễn cổ. Bá chủ viễn cổ, nói rồi Hình Linh còn nhìn Thiên Trần, Diệp Huyên cũng nhìn về phía Thiên Trần, khẽ gật đầu, bình thường thôi. Dù là bá chủ viễn cổ thì cũng cần tài nguyên tu luyện, mà họ lại không thể làm quá nhiều chuyện không có tính người, vậy nên chỉ có thể kiếm tiền bằng cách nghiêm túc. Vừa nói ông ta vừa lắc đầu thở dài, bá chủ viễn cổ cũng chỉ là người làm thuê thôi. Hình Linh bật cười, tiền bối cứ nói đùa, bất kỳ vị bá chủ viễn cổ nào cũng đều là quốc bảo cả. Nói xong nàng ta nhìn Diệp Huyên, muốn nói lại thôi. Thực ra điều nàng ta tò mò nhất là thân phận của Diệp Huyên. Có thể chiêu mộ được bá chủ viễn cổ làm tùy tùng, thân phận của Diệp Huyên chắc chắn không bình thường. Nhưng nếu hỏi thì nàng ta lại thấy quá đường đột. Dường như biết Hình Linh đang nghĩ gì, Diệp Huyên mỉm cười bảo, thực ra ta chỉ là người bình thường thôi, thật đấy. Hình Linh lắc đầu cười. Không lâu sau có mấy người đi tới dưới chân núi. Mà lúc này Diệp Huyên mới phát hiện có rất nhiều người trẻ tuổi đang đi lên núi. Hình Linh cười giải đáp, hôm nay là ngày thư viện chiêu sinh, cho nên có rất nhiều học sinh từ khắp các nơi kéo đến.
Đương nhiên bình thường cũng có thể gia nhập học viện Ngân Hà, nhưng có yêu cầu. Vừa nói nàng ta vừa chỉ sang bên phải, nhìn thấy bục hình tròn bên kia không? Đó là bục kiểm tra, muốn gia nhập học viện Ngân Hà trong thời gian thường thì phải lên bục này, sẽ có một luồng thần hồn của cường giả bá chủ viễn cổ kiểm tra cậu, chỉ khi qua được kiểm tra của ông ta thì mới có thể vào học viện Ngân Hà. Ngoài ra, người nào không thể gia nhập học viện theo quy trình thông thường, hoặc là vì làm chuyện gì mờ ám mà không được gia nhập thì cũng có thể lên bục. Có điều vị cường giả bá chủ viễn cổ kia sẽ không nương tay đâu, tương truyền đã có cả nghìn người chết trên bục đó rồi. Diệp Huyên nhìn bục kiểm tra, hắn cảm nhận được một linh hồn yếu ớt ở đó. Rất rõ ràng đó chính là vị cường giả viễn cổ kia. Nhìn bục kiểm tra ấy, Diệp Huyên như có điều suy nghĩ. Phải nghĩ cách lên đó thể hiện mới được. Tất nhiên cứ thế đi lên chắc chắn là không được, phải khiêm tốn. Khiêm tốn. Hình Linh đột nhiên quay lại nhìn Thiên Trần và Lão Ngô, hai vị tiền bối có thể phải dừng bước ở đây rồi, nếu đi tiếp sẽ kích hoạt cấm chế của học viện Ngân Hà, đến lúc đó có lẽ sẽ dẫn đến rất nhiều điều không hay. Lão Ngô cúi đầu rồi lặng lẽ lui đi. Thiên Trần nhìn Diệp Huyên cười bảo, không cần lo cho ta. Thiên Trần im lặng. Mẹ kiếp. Ta không lo lắng cho ngươi, ta đang lo lắng cho học viện Ngân Hà. Bây giờ lúc nào Diệp Thiếu cũng muốn thể hiện, điều này cực kỳ nguy hiểm. Thiên Trần không nói thêm gì nữa, lặng lẽ rút lui. Nơi xa, Lão Ngô đi đến bên cạnh Thiên Trần, hơi cúi đầu rồi hỏi, tiền bối có thể chỉ dẫn cho ta một chút được không? Thiên Trần nhìn Lão Ngô rồi bảo, sao tiểu thư nhà ngươi không gọi ngươi là vô não đi? Hả? Lão Ngô sửng sốt hỏi lại, có vấn đề gì sao? Vẻ mặt Thiên Trần trở nên kỳ quái, không có vấn đề gì sao? Lão Ngô mờ mịt, không có vấn đề gì mà. Thiên Trần không nói nên lời. Lão Ngô nói tiếp, tiền bối, có thể chỉ cho ta vài điều không? Thiên Trần gật đầu, ngươi nói đi. Lão Ngô vội hỏi, phải làm sao mới có thể đạt đến đạo chi được? Thiên Trần vô thức đáp, có một muội muội lợi hại. Gì cơ? Lão Ngô ngẩn người. Thiên Trần cười ngượng bảo, chăm chỉ tu luyện. Lão Ngô cười khổ, bây giờ ngay cả phương hướng ta cũng không có. Thiên Trần nhẹ nhàng nói, tu luyện, có ích lợi quái gì? Sau khi thấy cách tu luyện của Diệp Huyên, ông ta đã không còn muốn cố gắng nữa. Cố gắng? Bây giờ ông ta chỉ muốn nằm thẳng cẳng thôi. Cuộc đời ấy mà. Rất nhiều lúc cuộc đời vô nghĩa như vậy đấy, thứ mà ngươi cố gắng cả đời mới có thể đạt được, còn người ta chỉ cần một câu nói là có. Tất nhiên nếu ngươi không cố gắng thì chẳng bao giờ có được cả. Ông ta biết rất rõ sở dĩ ông ta đi theo Diệp Huyên là vì ông ta đủ mạnh, vì thế mới có cơ hội đi theo Diệp Huyên, nếu không đến tư cách đi theo hắn, ông ta cũng chẳng có. Ở đằng xa, Hình Linh đưa Diệp Huyên tới chỗ một ông lão. Nàng ta đưa một quyển trục cho ông lão, ông ta nhận lấy xem qua rồi nhìn nàng ta, cười bảo, thì ra là cô nhóc nhà họ Hình, nếu là cô thì không cần phải làm theo những quy trình đó nữa. Nói rồi ông ta lấy một tấm thẻ gỗ ra đưa cho Hình Linh, đây là thẻ học sinh của cô, bắt đầu từ hôm nay cô sẽ là học sinh của học viện Ngân Hà. Hình Linh nhận lấy thẻ học sinh, sau đó quay sang nhìn Diệp Huyên cười bảo, Việt trưởng lão, đây là Diệp công tử. Hôm nay cậu ấy cũng tới để gia nhập học viện Ngân Hà. Nghe vậy, Việt trưởng lão nhìn Diệp Huyên, khi nhìn thấy hắn, ông ta hơi nhíu mày, bởi ông ta không thể nhìn thấu được hắn. Diệp Huyên như không tồn tại. Diệp Huyên khẽ mỉm cười. Việt trưởng lão trầm giọng hỏi, cậu là? Diệp Huyên trả lời, Diệp Huyên. Việt trưởng lão lại hỏi, cậu muốn gia nhập học viện Ngân Hà? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Việt trưởng lão nói, không phải ai cũng có thể gia nhập học viện Ngân Hà, muốn gia nhập học viện Ngân Hà cần phải. Diệp Huyên nói luôn, ta hiểu, ta hiểu, ta hiểu hết. Nói xong hắn bước sang một bên. Việt trưởng lão ngây ra, quay đầu nhìn Hình Linh, hắn làm gì vậy? Hình Linh chớp mắt, ta không biết. Lúc này, Việt trưởng lão kinh ngạc nói, hắn định lên bục kiểm tra. Hình Linh cũng sửng sốt. Việt trưởng lão run rẩy bảo, ta không bảo hắn lên bục kiểm tra mà. Hắn,
Vừa nói ông ta vừa quay sang nhìn Hình Linh với vẻ mặt tràn đầy sự khó hiểu, vừa rồi ta thật sự không phải ý này. Hắn. Cứ như vậy, dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Huyên bước lên bục kiểm tra. Mà lúc này, ánh mắt của tất cả những người có mặt đều tập trung vào Diệp Huyên. Lên bục kiểm tra. Mọi người đều biết rõ lên bục kiểm tra nghĩa là như thế nào, một khi lên đó nghĩa là sẽ phải đối diện với bá chủ viễn cổ. Hơn nữa bá chủ viễn cổ ấy sẽ không nương tay. Lại thêm một kẻ không sợ chết nữa. Khoảnh khắc Diệp Huyên bước lên bục kiểm tra, bục khẽ rung lên, sau đó một hư ảnh từ từ ngưng tự rồi xuất hiện trên bục. Bá chủ viễn cổ. Vẻ mặt các học viên đang có mặt đều trở nên vô cùng nặng nề. Bá chủ viễn cổ lạnh nhạt nhìn Diệp Huyên, bây giờ rút lui vẫn còn kịp. Diệp Huyên cười, ta chưa bao giờ nói từ thua, trừ khi thật sự không đánh lại được. Bá chủ viễn cổ nhàn nhạt nói, vậy ngươi không cần nhận thua đâu, đi chết đi. Dứt lời, ông ta lật tay phải rồi ấn về phía Diệp Huyên. Ầm. Một luồng khí thế đáng sợ đột nhiên ập về phía Diệp Huyên. Ngay lập tức, nét mặt của khán giả tứ phía đều thay đổi đáng kể. Đó là khí thế của bá chủ viễn cổ. Tuy người trước mắt đây chỉ là linh hồn, nhưng thực lực của ông ta cũng vô cùng đáng sợ. Mọi người đều bị sốc. Nhưng Diệp Huyên đứng trên bục kiểm tra lại vẫn bình tĩnh, mặc cho luồng uy áp đáng sợ kia ập về phía mình. Mà cảnh tượng tiếp theo khiến mọi người đều choáng váng. Không sao. Diệp Huyên không hề hấn gì hết. Mọi người đều sững sờ tại chỗ. Bá chủ viễn cổ trước mặt Diệp Huyên cũng ngẩn ra, ngươi. Diệp Huyên nhìn ông ta, chỉ có thế này thôi. Tự phụ. Bị xúc phạm tôn nghiêm, bá chủ viễn cổ nổi trận lôi đình, ông ta tiến lên một bước vung nắm đấm về phía Diệp Huyên. Bùm. Quyền thế kinh người trong nháy mắt quét qua bốn phía, không gian nơi đây lập tức sôi trào. Mọi người đều biến sắc, lần lượt lùi về phía sau. Nhưng Diệp Huyên vẫn không nhúc nhích, khi sức mạnh đáng sợ kia tới trước mặt, hắn nhẹ nhàng vung tay phải. Đoàng, trong mắt mọi người, sức mạnh đáng sợ ấy đã biến mất không còn tăm hơi. Mất rồi. Mọi người đều hóa đá. Bá chủ viễn cổ trước mặt Diệp Huyên cũng trở nên nghiêm nghị, ngươi. Diệp Huyên cười bảo, có muốn tiếp tục không? Bá chủ viễn cổ trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Diệp Huyên mỉm cười trả lời, Diệp Huyên. Vẻ mặt bá chủ viễn cổ vô cùng nặng nề, ngươi ở cảnh giới nào? Diệp Huyên nháy mắt, không có cảnh giới. Bá chủ viễn cổ ngẩn ra, mà đúng lúc này, Diệp Huyên phất tay áo. Ầm. Trong mắt mọi người, bá chủ viễn cổ biến mất không còn tăm tích. Biến mất rồi. Tất cả mọi người đều thảng thốt. Lúc này Diệp Huyên quay người xuống khỏi bục kiểm tra, chậm rãi đi tới trước mặt Hình Linh và trưởng lão kia, hắn cười hỏi, được rồi chứ? Ít hầu của trưởng lão trượt lên trượt xuống, ông ta nói, được rồi. Vừa nói ông ta vừa nhanh chóng lấy một tấm thẻ gỗ đưa cho Diệp Huyên, nhưng nghĩ tới điều gì ông ta lại cất đi, đổi thành tấm thẻ gỗ khác, đây là thẻ gỗ của học viên nội viện, bắt đầu từ hôm nay cậu là học sinh nội viện của học viện Ngân Hà chúng ta. Diệp Huyên cười đáp, được. Nói xong hắn cất tấm thẻ gỗ đi. Trưởng lão lại nói, cậu chờ chút để ta đi báo cáo. Ông ta quay người biến mất ở cuối chân trời. Lúc này Hình Linh bên cạnh chợt hỏi, Diệp công tử, cậu ở cảnh giới nào vậy? Diệp Huyên cười, thần đạo cảnh. Nói xong hắn phóng khí tức của mình ra. Với thực lực của hắn hiện giờ, khống chế khí tức của mình là chuyện rất đơn giản. Thần đạo. Sắc mặt Hình Linh trở nên hơi kỳ lạ, hiển nhiên là nàng ta không tin. Diệp Huyên chỉ cười chứ không nói thêm gì nữa. Mà lúc này trưởng lão lúc trước đã đến, ông ta còn dẫn theo một người phụ nữ xinh đẹp tới. Người phụ nữ xinh đẹp này trông chỉ khoảng 30, dáng người trước lồi sau vểnh, thật sự rất đẹp. Đến người nghiêm túc như Diệp Huyên cũng không kìm được nhìn thêm vài lần. Người phụ nữ xinh đẹp đi tới nhìn Diệp Huyên, quan sát một lúc rồi bảo, cậu vừa đánh bại thần hồn kia. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Người phụ nữ xinh đẹp nói, từ ngày hôm nay cậu sẽ là học sinh của ta. Diệp Huyên chớp mắt, học sinh của bà. Người phụ nữ xinh đẹp gật đầu cười, đúng thế.
Nói rồi một luồng khí thế mạnh mẽ chợt bộc phát ra từ cơ thể bà ta. Thần chi cảnh đỉnh cao. Rất nhiều người đang có mặt đều nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt hâm mộ. Nhưng Diệp Huyên lại thở dài trong lòng. Thần đạo cảnh. Đột nhiên hắn thấy hơi nhàm chán. Chẳng có chút cảm giác nguy cơ nào. Đúng là khiến người khác buồn phiền. Chẳng trách ngày nào đại ca cũng đi tìm chết, bây giờ cuối cùng hắn cũng hiểu được tâm trạng của đại ca. Vô địch thực sự rất cô đơn. Tiêu Giao Tử. Lúc này người phụ nữ xinh đẹp lại hỏi, thế nào? Diệp Huyên tạm gác mọi suy nghĩ rồi cười trả lời, được. Người phụ nữ xinh đẹp nở nụ cười nguy hiểm, vậy hai người đều theo ta học đi, đi theo ta. Nói xong bà ta quay người rời đi. Diệp Huyên và Hình Linh nhanh chóng đi theo. Một lúc sau người phụ nữ xinh đẹp đưa Diệp Huyên và Hình Linh đến một đỉnh núi, bà ta quay đầu nhìn hai người, đây là học phủ tư nhân của ta, bắt đầu từ hôm nay hai người sẽ tu hành cùng ta ở chỗ này. Nói rồi bà ta mỉm cười, ta biết mục đích hai người tới đây. Bà ta xòe bàn tay ra, hai viên tinh thạch chậm chậm bay tới trước mặt hai người. Diệp Huyên ngờ vực hỏi, đây là thứ gì? Người phụ nữ xinh đẹp cười đáp, đây là tinh thạch thời không, muốn vào không gian nghịch thời tu luyện thì phải có thứ này, hai người có thể dùng thứ này để tu luyện trong nghịch thời không 30 năm. 30 năm. Nghe vậy Hình Linh lập tức mừng rỡ, cúi đầu hành lễ, cảm ơn sư phụ. Người phụ nữ XNS đẹp nhìn Diệp Huyên chớp mắt nói cảm ơn sư phụ. Người phụ nữ cười, chắc hai người vẫn chưa biết tên ta là Phi Ngư, đạo sư cấp cao của thư viện. Mọi chuyện của hai người trong thư viện sau này đều do ta phụ trách. Nói rồi bà ta quay người chỉ vào căn phòng nhỏ bên cạnh, nhìn thấy căn phòng kia không? Đó là phòng sách của ta, trong đó có rất nhiều sách quý của học viện, ngoài việc tu hành ra, hai người còn cần đọc thêm sách, đọc sách có thể tu thân dưỡng tính, có thể hiểu được tâm tính của mình, biết chưa? Diệp Huyên gật đầu đồng ý, đúng là như vậy. Hình Linh cũng gật đầu. Phi Ngư nhìn hai người rồi cười bảo, 100 dặm hướng bên tay phải là lối vào nghịch thời không, nếu hai người muốn tu luyện thì bây giờ có thể đi. Ta phải đi làm một số việc đây, không đi cùng hai người nữa nhé. Nói xong bà ta quay người biến mất nơi cuối chân trời. Diệp Huyên đưa tinh thạch thời không trong tay cho Hình Linh cô nương, cho cô đấy. Nghe vậy Hình Linh sửng sốt, thế này. Diệp Huyên cười giải thích, không giấu gì cô. So với việc tu luyện thì ta thích đọc sách hơn, vậy nên ta tạm thời không tu luyện nữa, ta đi đọc sách trước, vậy nên cái này cho cô đi. Hình Linh vội vàng lắc đầu, không không, ta không thể nhận được. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vì sao? Hình Linh do dự một lúc rồi nói, Diệp công tử, ta không thể dễ dàng nhận đồ của người khác được, vậy nên cậu hãy giữ lấy đi. Diệp Huyên chớp mắt, không thể dễ dàng nhận đồ của người khác. Hình Linh gật đầu, như vậy không hay lắm. Diệp Huyên cười, được rồi, vậy ta sẽ giữ lại. Nói xong hắn cất tinh thạch thời không, đi về phía phòng đọc sách bên cạnh. Hình Linh chợt hỏi, Diệp công tử, ta có thể hỏi mục đích cậu đến học viện không? Diệp Huyên không quay đầu lại, vốn là tới tàn sát thế giới nhưng bây giờ ta quyết định tham quan trước đã. Nói xong hắn đi vào căn nhà gỗ nhỏ. Mà Hình Linh thì đã choáng váng. Tàn sát thế giới. Diệp công tử muốn tàn sát thế giới. Hình Linh nhìn căn nhà gỗ xa xa, ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị. Nàng ta không cảm thấy rằng Diệp Huyên đang nói khoác, bởi sau khi làm quen, nàng ta phát hiện Diệp Huyên còn bí ẩn hơn nàng ta nghĩ rất nhiều, hơn nữa trên người hắn có một điều vô cùng đáng sợ, đó là tự tin. Tự tin đến mức khiến người khác phát sợ. Một lát sau, Hình Linh quay người rời đi. Ở nơi khác, lúc này Phi Ngư và một ông lão cũng đang nhìn về căn phòng nhỏ. Ông lão này chính là phó viện trưởng Lâm Lỗi của Học viện Ngân Hà hiện tại. Lâm Lỗi khẽ nói, hắn dễ dàng tiêu diệt được thần hồn kia, hơn nữa còn xóa sổ hoàn toàn. Phi Ngư trầm giọng hỏi, đã tra ra lai lịch của hắn chưa? Lâm Lỗi thấp giọng đáp, người của chúng ta đã đến hình tộc rồi, chắc là không lâu nữa sẽ quay lại thôi. Phi Ngư khẽ gật đầu. Người này thực sự không đơn giản, khi đối mặt với ta tuy hắn nhìn ta vài lần nhưng không có ác niệm, không chỉ vậy khi đối mặt với ta hắn còn rất tự tin đến mức khiến ta thấy sợ.
Mà một người có được sự tự tin như vậy, hoặc là nhà hắn ta lợi hại, hoặc là bản thân hắn ta lợi hại. Lâm Lỗi nói, bản thân hắn đã rất lợi hại rồi. Phi Ngư gật đầu, lại nhìn phòng sách ấy lần nữa rồi khẽ nói, hy vọng hắn tới đây thật sự chỉ để học tập, không có mục đích gì khác. Lâm Lỗi cũng gật đầu, yêu nghiệt như Diệp Huyên đương nhiên họ muốn giữ lại để giúp đỡ mình chứ không phải trở thành kẻ thù với hắn. Nếu không, với thực lực mà Diệp Huyên thể hiện ra chắc chắn không chỉ là học sinh nội viện mà là học sinh chân truyền, mà học viên chân truyền có nghĩa là sư phụ của hắn ít nhất phải là bá chủ viễn cổ. Chính bởi vì bọn họ không tra ra được lai lịch của Diệp Huyên nên mới để hắn làm học viên nội viện. Phi Ngư lại nói, hẳn là hắn đang che giấu cảnh giới thực sự của hắn có thể đã đạt đến bán bộ thần chi, trẻ tuổi thế này mà đã tới được thần chi cảnh, rất không đơn giản. Khi nói, trong mắt bà ta thoáng qua vẻ lo lắng. Bên trong phòng đọc sách, sau khi vào phòng, Diệp Huyên đã thích căn phòng này, trong phòng có cả thế giới khác, sau khi vào phòng. Hắn đi tới một tinh không bao la chứa đầy sách cổ. Nhìn những cuốn sách này, Diệp Huyên nhếch môi cười, nếu đọc hết những cuốn sách này trình độ ra vẻ của hắn nhất định sẽ tăng lên một bậc. Đọc sách. Khoảng thời gian sau đó, mỗi ngày Diệp Huyên đều ở trong phòng sách. Hắn khá có hứng thú với việc đọc sách. Những cuốn sách ở đây rất toàn diện, phương diện nào cũng có, bao gồm cả tu luyện. Đương nhiên với thực lực hiện giờ của hắn thì một số phương pháp tu luyện đã không còn tác dụng gì với hắn nữa. Thời gian dần trôi, một tháng trôi qua. Ngày nào Diệp Huyên cũng đọc sách trong phòng sách, chưa từng ra ngoài một lần. Hôm nay Hình Linh đột nhiên xuất hiện trong phòng sách, nhìn thấy Diệp Huyên đang ngồi trong góc, nàng ta hơi giật mình, Diệp công tử. Diệp Huyên ngẩng đầu, khi nhìn thấy Hình Linh, hắn cười hỏi, Hình Linh cô nương tu luyện xong rồi à? Hình Linh gật đầu, đi tới trước mặt Diệp Huyên cười bảo, đúng thế. Diệp Huyên quan sát Hình Linh, hôm nay nàng ta mặc một bộ váy dài màu trắng như tuyết, mái tóc dài xõa ngang vai trông rất có tiên khí. Hình Linh mỉm cười, Diệp công tử, một tháng qua cậu thật sự chỉ ở đây đọc sách à? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Hình Linh mỉm cười, lợi hại. Mặc dù nàng ta cũng đọc sách. Nhưng bảo nàng ta cả tháng ngày nào cũng đọc thì nàng ta thực sự không chịu nổi. Diệp Huyên đặt cuốn sách cổ trong tay xuống, nói, một tháng rồi, đến lúc ra ngoài hít thở không khí rồi. Nói xong hắn đứng dậy đi ra ngoài. Hình Linh nhìn Diệp Huyên, sau đó ra ngoài theo. Bên ngoài phòng sách, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này trời đã tối, mặt trời lặn, trên bầu trời có mây đỏ vô cùng đẹp. Diệp Huyên tham lam hít một hơi thật sâu không khí trong lành, cười nói thật thoải mái. Hình Linh cứ nhìn Diệp Huyên như vậy, trong mắt mang theo ý cười. Lúc này, một người đàn ông xuất hiện ở nơi cách đó không xa, khi nhìn thấy Diệp Huyên, hắn ta hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại, hắn ta nhìn Hình Linh cười khẽ, Hình Linh cô nương. Hình Linh tới bên cạnh Diệp Huyên, cười bảo, Mạc Thiện công tử. Mạc Thiện cười hỏi, Hình Linh cô nương, tối nay có buổi tiệc học sinh, tất cả học sinh nội viện đều tham gia, cô có muốn tham gia không? Tiệc học sinh. Hình Linh hơi ngạc nhiên. Mạc Thiện gật đầu, đúng thế, cứ một thời gian chúng ta sẽ tự tổ chức một buổi tiệc học sinh, cũng có thể gọi là tiệc kết bạn xã giao, vui chơi giải trí. Hình Linh suy nghĩ một chút rồi nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử có đi cùng không? Diệp Huyên đáp, được. Hình Linh nhìn Mạc Thiện, trả lời, tối nay luôn hả? Vẻ mặt Mạc Thiện hơi mất tự nhiên, đúng thế. Hình Linh mỉm cười, cảm ơn Mạc Thiện công tử thông báo. Mạc Thiện cười, Hình Linh cô nương khách sáo quá. Nói xong hắn ta nhìn Diệp Huyên rồi hỏi, Hình Linh cô nương, bây giờ cô có muốn đi cùng ta luôn không? Hình Linh mỉm cười trả lời, lát nữa ta sẽ đi cùng Diệp công tử. Đây là lời từ chối rất thẳng thừng và trực tiếp. Mạc Thiện cười khổ, Hình Linh cô nương. Hình Linh cười, ta tới cùng Diệp công tử đương nhiên nên đi cùng nhau rồi. Mạc Thiện khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa mà quay người rời đi. Còn nói thêm gì nữa thì sẽ chỉ tự làm mình mất hứng. Diệp Huyên nhìn Mạc Thiện rời đi ở phía xa, cười bảo, Hình Linh cô nương rất có sức hấp dẫn nha. Hình Linh mỉm cười bảo, học viện cũng có rất nhiều nữ học viên, với sự quyến rũ của Diệp công tử,
e là không lâu nữa sẽ có vô số người theo đuổi công tử thôi. Diệp Huyên lắc đầu cười, có hình linh cô nương đi bên cạnh, ai dám theo đuổi ta nữa? Chẳng phải tự rước lấy nhục sao? Nghe vậy hình linh hơi giật mình, sau đó lại lắc đầu cười, Diệp công tử đừng đùa, người như ta sợ là không lọt được vào mắt Diệp công tử thôi. Diệp Huyên mỉm cười, hình linh cô nương đã có người mình thích chưa? Hình linh hỏi, sao Diệp công tử lại hỏi như vậy? Diệp Huyên đáp, ta chỉ hơi tò mò thôi. Hình linh lắc đầu cười, người của đại gia tộc trước giờ kết hôn đều không do mình quyết định. Ta thích hay không thích không quan trọng, quan trọng là người ta chọn có thể mang lại điều gì cho ta và gia tộc của ta. Nói xong nàng ta nhìn Diệp Huyên, chẳng lẽ Diệp công tử không như vậy sao? Diệp Huyên nói, không. Ồ. Hình linh khá hứng thú, Diệp công tử ở trong gia tộc có thể tự mình quyết định à? Diệp Huyên gật đầu, coi như là vậy, vì phụ thân ta căn bản chẳng thèm quan tâm đến ta. Hình linh cười, thật đáng ngưỡng mộ. Diệp Huyên mỉm cười, hình linh cô nương à, không giấu gì cô, ta cũng mở thư viện tên là Thư viện Quan Huyên, nếu hình linh cô nương có hứng thú thì có thể tới thư viện của ta chơi. Thư viện Quan Huyên. Hình linh khẽ gật đầu, nhất định. Diệp Huyên cười, chúng ta tới tham gia buổi tiệc học sinh gì kia đi. Hình linh gật đầu rồi cùng Diệp Huyên đi về phía xa. Hình linh khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Mạc Thiện cười bảo, hình linh cô nương, ta có một món quà muốn tặng cho cô. Vừa nói hắn ta vừa xòe tay, một viên tinh thạch thời không xuất hiện trong tay hắn ta. Một lúc sau, hai người tới trước một đại điện, lúc này trước đại điện đã có một số học viên tập trung ở đó. Như hình linh nói, đúng là nữ học viên của học viện Ngân Hà rất nhiều, nhiều hơn cả nam sinh. Sự xuất hiện của Diệp Huyên và hình linh ngay lập tức thu hút sự chú ý của những học viên đó. Mạc Thiện cũng ở trong số đó, hắn ta đi tới trước mặt hình linh và Diệp Huyên, cười chào hỏi hình linh cô nương. Mạc Thiện cười bảo, vừa nãy ta mới biết hình linh cô nương đã dùng hết tinh thạch thời không, vậy nên ta đã chuẩn bị cho cô một viên, tinh thạch thời không này đủ cho cô tu luyện 3 tháng. 3 tháng tương đương với 100 năm. Đây là một con số khá lớn. Mấy nữ học viên nhìn hình linh bằng ánh mắt hâm mộ và ghen tị. Mục đích bọn họ tới học viện Ngân Hà này là để vào nghịch thời không tu luyện, nhưng tinh thạch thời không ở học viện Ngân Hà thật sự vô cùng quý giá. Tinh thạch thời không trong tay Mạc Thiện, nếu như kiếm bằng cách bình thường thì có lẽ phải 10 năm mới kiếm được. Thật hào phóng. Hình linh nhìn tinh thạch thời không trong tay Mạc Thiện rồi cười bảo, ta xin nhận lòng tốt của Mạc Thiện công tử, vô công bất thụ lộc, mong công tử cất đi. Từ chối. Hình linh vừa nói ra câu này, mọi người đang có mặt đều sửng sốt. Thế mà lại từ chối. Mạc Thiện cũng sửng sốt, chiêu luôn luôn có tác dụng của hắn ta mà lần này lại không có tác dụng sao? Hay là ít quá? Nghĩ đến đây. Mạc Thiện lại lấy ra một viên tinh thạch thời không nữa, hình linh cô nương, hai viên tinh thạch thời không này đủ để cô nương tu luyện 200 năm ở nghịch thời không đấy. Mọi người lập tức trở nên xôn xao. 200 năm. Quá đáng quý. Bên cạnh, một người đàn ông áo trắng nhìn Mạc Thiện cười bảo, tên này tán gái mà vung tay hào phóng ghê. Người phụ nữ áo lam bên cạnh hắn ta hờ hững nói, đây là chiêu đàn ông các ngươi hay dùng, lấy tiền đè người. Ném ra liên tục, ném đến khi phụ nữ ngoan ngoãn nằm xuống mới thôi. Người đàn ông áo trắng cười, tiểu muội, muội nghĩ hình linh cô nương có nằm xuống không? Người phụ nữ áo lam mặt không cảm xúc, không? Người đàn ông áo trắng nhìn người phụ nữ áo lam, vì sao? Nàng ta vẫn mặt không đổi sắc, nàng ta là người của hình tộc. Hình tộc. Nghe vậy, sắc mặt người đàn ông áo trắng lập tức trở nên nghiêm túc. Người phụ nữ áo lam nhìn Mạc Thiện phía xa, nói một cách mỉa mai. Tự rước lấy nhục. Xa xa, hình linh nhìn hai viên tinh thạch thời không trước mặt nhưng vẫn chỉ cười bảo, Mạc Thiện công tử, người đang dùng tiền để sỉ nhục ta đấy à? Mạc Thiện ngẩn ra, sao lại thế được? Đây là tấm lòng của ta, cô nương đừng hiểu lầm. Vẻ mặt hình linh vẫn bình tĩnh, Mạc Thiện công tử, sau này ngươi đừng tới làm phiền ta nữa. Vẫn từ chối. Nàng ta vừa dứt lời, mọi người đều sửng sốt. Hình linh không để ý tới ánh mắt mọi người, quay đầu nhìn sang Diệp Huyên, cười bảo, Diệp công tử, chúng ta qua bên kia đi.
Diệp Huyên gật đầu, được. Hai người đi sang một bên. Ở chỗ cũ, sắc mặt Mạc Thiện cực kỳ khó coi. Mà lúc này một người đàn ông đột nhiên chắn trước mặt Diệp Huyên và Mạc Thiện, cười khẩy bảo, hình linh cô nương đúng là xa cách, ý tốt của Mạc Huynh mà hình linh cô nương lại chà đạp như vậy có phải hơi quá đáng không? Hình linh đang định nói thì Diệp Huyên chợt lên tiếng, vị huynh đài này tên gì vậy? Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, ta nói chuyện với ngươi à? Diệp Huyên nghiêm túc nói, vị huynh đài này, làm người đàng hoàng không làm, sao lại cứ đi làm chó của người khác thế? Nghe vậy, người đàn ông nổi trận lôi đình, một luồng uy áp đáng sợ chèn ép về phía Diệp Huyên, thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi khá nhiều, hắn liên tục lùi về phía sau, kinh hãi nói, ngươi đừng ra tay nhé. Nói rồi, dưới ánh mắt mọi người, hắn lảo đảo ngã xuống đất. Người đàn ông sững lại. Mà lúc này, Diệp Huyên rút kiếm bên hông ra rồi bảo, ngươi. Người đàn ông đang định nói thì kiếm của Diệp Huyên bất chợt biến mất. Phụt. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, kiếm thanh huyên của Diệp Huyên đâm thẳng vào đầu mày của người đàn ông. Mọi người đều sững sờ. Người đàn ông cũng sững người, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lúc này kiếm thanh huyên rung lên dữ dội, thần hồn của người đàn ông đã bị xóa sổ. Không còn nữa. Vẻ mặt mọi người tràn đầy sự không thể tin. Bị xóa sổ rồi. Nhưng lúc này Mạc Thiện chợt gằn giọng, người dám giết người. Diệp Huyên cất kiếm thanh huyên, nghiêm túc đáp, Mạc Thiện huynh phải nhìn cho rõ, là hắn ta ra tay trước. Nếu ta không đánh trả thì ta sẽ chết. Nói rồi hắn lấy một quyển sách cổ ra, trong quy định của thư viện có viết trong thư viện không được ra tay, nhưng có thể phòng vệ chính đáng, vừa rồi ta chỉ phòng vệ chính đáng thôi. Mọi người! Mạc Thiện cả giận, ngươi! Nhưng lúc này, một trưởng lão bất chợt xuất hiện, thấy người tới, Mạc Thiện vội chào, sư phụ! Sư phụ! Nghe vậy, vẻ mặt mọi người đều trở nên kỳ lạ. Đây là trưởng lão Tiêu Nguyên của nội viện. Cũng là sư phụ của Mạc Thiện. Tiêu Nguyên nhìn Diệp Huyên, phòng vệ chính đáng. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Tiêu Nguyên cười mỉa mai, thích chơi chữ đúng không? Vậy ta nói cho ngươi biết, hắn phóng thích khí thế của mình không coi là ra tay, vì tay hắn chưa hề động đậy. Mọi người. Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, theo ý của ông thì phóng thích khí thế không coi là ra tay đúng không? Tiêu Nguyên nhìn thẳng vào Diệp Huyên, đúng. Lúc này, một luồng kiếm thế đáng sợ bộc phát ra từ cơ thể Diệp Huyên. Đoàng. Trước ánh nhìn của mọi người, Tiêu Nguyên đã bị luồng kiếm thế này nghiền nát thành hư vô. Mọi người hóa đá. Diệp Huyên nghiêm túc nói, lát nữa mọi người hãy làm chứng cho ta nhé, vị trưởng lão này nói phóng thích khí thế không coi là ra tay, vừa nãy ta không hề ra tay. Mọi người ở đây đều sửng sốt. Trưởng lão nội viện cứ thế bị xóa sổ ư. Lúc này, nét mặt của các học viên đều trở nên cực kỳ nặng nề, ngoài ra còn có vẻ cực kỳ sợ hãi dè chừng. Tên trước mắt này đúng là biến thái. Bên kia, người đàn ông áo trắng nheo mắt, không ngờ đấy. Người phụ nữ áo lam vẫn chẳng có cảm xúc gì, mắt huynh vẫn luôn mù dở như vậy. Mặt người đàn ông áo trắng đầy vạch đen. Xa xa, Mạc Thiện cũng ngớ người. Lúc này hắn ta biết mình đã động đến người không nên động. Tiêu Nguyên không phải người bình thường mà là trưởng lão bán bộ thần chi cảnh, mà lúc này lại bị giết chết chỉ trong một giây. Mạc Thiện nhìn Diệp Huyên với ánh mắt đầy sợ hãi. Diệp Huyên cười, Mạc Thiện công tử, hình linh cô nương bảo ngươi đừng tới tìm nàng ấy nữa, có ý kiến gì không? Mạc Thiện đáp, không có ý kiến gì. Diệp Huyên gật đầu, vậy ngươi đi đi. Nhưng Mạc Thiện lại không nhúc nhích. Bởi vì cách đó không xa có một ông lão mặc áo màu đen đang đi tới. Ông lão ác đen đi tới trước mặt Diệp Huyên và Hình Linh, thấy người tới là ai, Hình Linh trầm giọng nói, Lam Sơn trưởng lão, phụ trách viện kỷ luật. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, không sao đâu. Hình Linh nhìn Diệp Huyên nhưng không nói gì. Lam Sơn nhìn Diệp Huyên một lúc rồi khẽ nói, không sao chứ. Không sao chứ. Lời này vừa thốt ra. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Không sao chứ. Diệp Huyên là kẻ giết người đấy có được không hả? Thế mà Lam Sơn trưởng lão lại hỏi hắn không sao chứ. Chuyện gì thế này?
Diệp Huyên cười, không sao. Lam Sơn khẽ gật đầu, xòe bàn tay ra, một tấm lệnh bài từ từ bay tới trước mặt Diệp Huyên, lần sau nếu còn gặp chuyện gì thì hãy sử dụng lệnh bài này. Diệp Huyên suy nghĩ một lúc rồi đáp, được. Nói xong hắn cất lệnh bài đi. Lam Sơn gật đầu, không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Tất cả những người có mặt ai nấy đều mang vẻ mặt mờ mịt khó hiểu. Mạc Thiện cũng chẳng hiểu ra làm sao. Ban đầu hắn ta cứ nghĩ Lam Sơn sẽ bảo vệ công lý, nhưng không ngờ lại là kết cục này. Diệp Huyên nhìn Mạc Thiện, còn có chuyện gì không? Mạc Thiện vội nói, không còn. Nói xong hắn ta bỏ chạy, biến mất ở nơi xa. Mọi người nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt ai cũng trở nên kỳ lạ. Thực ra họ không biết Diệp Huyên được vào vì thông qua khảo nghiệm của bục kiểm tra, bởi vì Học viện Ngân Hà đã phong tỏa toàn bộ tin tức. Chủ yếu là vì biểu hiện của hắn thật sự quá khoa trương. Hắn vung tay một cái, thần hồn của bá chủ viễn cổ lập tức biến mất. Điều này quá khó tin. Vì vậy ngoài một số trưởng lão cốt lõi không ai khác biết Diệp Huyên vào Học viện Ngân Hà thông qua bục kiểm tra. Một lúc sau, nhóm Diệp Huyên đi vào đại điện. Buổi tiệc học sinh bắt đầu. Tiệc học sinh thực ra là một buổi nghiên cứu thảo luận, phần lớn đều là thảo luận về tu luyện. Mặc dù Học viện Ngân Hà không giống các học viện khác lắm, nhưng nơi này vẫn tu luyện là chính, dù sao trong thế giới kẻ mạnh là vua này thì thực lực mới là quan trọng nhất. Trong cuộc họp, một số người bắt đầu chủ động kết bạn với Diệp Huyên và Hình Linh. Ai tới Diệp Huyên cũng không từ chối, chủ động kết bạn với họ. Có thể vào Học viện Ngân Hà đều không phải người tầm thường, hắn có thể xem xét, sau này có thể lôi kéo vào thư viện Quan Huyên. Lúc này người đàn ông áo trắng và người phụ nữ áo lam lúc trước đi tới trước mặt Diệp Huyên và Hình Linh, người đàn ông áo trắng cười nhẹ, Diệp Huynh, Hình Linh cô nương, giới thiệu một chút, tại hạ là Tiết Bạch, vị bên cạnh đây là muội muội của ta, Tiết Đông. Diệp Huyên mau chóng chắp tay nói, ngưỡng mộ đã lâu. Tiết Bạch chớp mắt, Diệp Huynh biết chúng ta à? Diệp Huyên cười, trước đây không biết, nhưng Tiết Bạch Huynh hẳn là người đứng đầu nội viện hiện giờ đúng không? Tiết Bạch cho mọi người thấy mình là vị lai đạo cảnh, nhưng thực tế là thần chi cảnh, đối phương che giấu cảnh giới nhưng sao có thể qua được mắt hắn. Nghe Diệp Huyên nói vậy trong mắt Tiết Bạch thoáng qua vẻ kinh ngạc, hắn ta cười bảo, quả nhiên Diệp Huynh không phải người bình thường. Diệp Huyên cười, Tiết Bạch Huynh, theo lý mà nói Huynh hẳn là đệ tử chân truyền mới phải chứ, sao lại ở nội viện? Tiết Bạch cười, nửa tháng sau ta sẽ là đệ tử chân truyền. Diệp Huyên hơi khó hiểu, sao lại thế? Tiết Bạch giải đáp, Diệp Huynh vừa mới vào thư viện nên vẫn chưa biết nhiều về quy tắc của thư viện, để ta nói cho Huynh. Bất kỳ ai vào thư viện đều phải đi từng bước một, muốn trở thành đệ tử chân truyền phải tự mình cố gắng, sau khi vượt qua khảo hạch mới có cơ hội trở thành đệ tử chân truyền. Mà nửa tháng sau sẽ bắt đầu khảo hạch, vậy nên nửa tháng sau nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì ta sẽ trở thành đệ tử chân truyền. Nói xong hắn ta dừng lại giây lát rồi nói tiếng, thật ra còn có một cách để trở thành đệ tử chân truyền nhanh hơn nữa, đó chính là vượt qua khảo hạch của bục kiểm tra, chỉ cần đánh thắng thần hồn của bá chủ viễn cổ thì sẽ trực tiếp trở thành đệ tử chân truyền. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trầm xuống. Hắn thông qua bục kiểm tra để vào được đây, nhưng vì sao chỉ là đệ tử nội môn? Chết tiệt! Hình như bị lừa rồi. Lúc này Tiết Bạch lại nói, Diệp Huynh, Huynh cũng sẽ tham gia khảo hạch chứ. Diệp Huyên gác lại suy nghĩ, đệ tử chân truyền. Tiết Bạch gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi trả lời, được. Tiết Bạch cười, vậy tới khi đó chúng ta đi cùng nhau nhé. Diệp Huyên cười, được thôi. Lúc này, Tiết Đồng ở bên cạnh chợt lên tiếng, Diệp công tử, Huynh là kiếm tu à? Kiếm tu? Tiết Bạch lập tức nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt đầy tò mò. Diệp Huyên cười đáp, đúng vậy. Kiếm tu. Tiết Đồng khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Kiếm tu. Từ trước đến nay, sức chiến đấu của kiếm tu luôn vô cùng đáng sợ. Nhưng tính cách của Diệp Huyên không giống kiếm tu lắm, những kiếm tu mà nàng ta biết đều có tính cách lạnh lùng. Qua buổi giao lưu này, Diệp Huyên làm quen được rất nhiều người, không thể không nói những người trước mắt này quả thực rất lợi hại. Người như Mạc Thiện chỉ là số ít. Mà bây giờ hắn nhìn những người này như nhìn học sinh của mình vậy. Đến tối muộn, buổi tiệc giao lưu giữa các học sinh kết thúc,
mọi người ra về. Trên con đường nhỏ, Diệp Huyên và Hình Linh chậm rãi bước đi. Trong tinh không có mặt trăng sáng trong, điểm xuyết những vì sao. Hình Linh nói, Diệp công tử, ta phát hiện cậu rất giỏi xã giao, hơn nữa cũng rất dễ gần. Diệp Huyên cười, Hình Linh cô nương, nửa tháng sau cô cũng định tham gia khảo hạch đệ tử chân truyền à? Hình Linh gật đầu, đúng thế, chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể có được nhiều tài nguyên tốt hơn, tài nguyên của đệ tử nội viện không đủ. Nàng ta nhìn Diệp Huyên nói, Diệp công tử, trực giác nói cho ta biết cậu không có hứng thú với đệ tử chân truyền đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Hình Linh hơi khó hiểu, vậy vì sao cậu? Diệp Huyên suy nghĩ rồi trả lời, còn nhớ lời ta nói lúc trước không? Ta tới đây là để xem ngân hà giới. Hình Linh dừng lại, nhìn thẳng vào Diệp Huyên, cậu nghiêm túc đấy à? Diệp Huyên cười đáp, đương nhiên. Vẻ mặt Hình Linh phức tạp, Diệp công tử, cậu thật sự rất thần bí. Diệp Huyên lắc đầu cười, nhìn về phương xa, ở đó có một người phụ nữ đang đứng. Phi Ngư. Phi Ngư bước đến gần hai người, cười hỏi, không ngại thêm một người nữa chứ? Diệp Huyên cười đáp, đương nhiên không ngại. Phi Ngư gật đầu, ta đã làm rõ chuyện lúc trước rồi, không phải lỗi của cậu, là bọn họ khiêu khích cậu trước. Diệp Huyên cười bảo, ta cũng làm hơi quá, lần sau ta sẽ cố gắng không giết người nữa. Phi Ngư mỉm cười, đây là do cậu nói đó nhé. Diệp Huyên cũng cười, được. Phi Ngư nghiêm túc bảo, cậu là thần chi cảnh đúng không? Diệp Huyên nháy mắt, coi là như vậy đi. Phi Ngư lườm hắn, cái gì mà coi là như vậy, đúng là đúng, không đúng là không đúng. Diệp Huyên bảo, không được coi là vậy. Phi Ngư thở dài, đúng là xảo quyệt. Diệp Huyên đột nhiên nói, thông qua bục kiểm tra chẳng phải nên là đệ tử chân truyền sao? Phi Ngư lại lườm Diệp Huyên, sao, cậu chê ta à? Diệp Huyên cạn lời. Phi Ngư cười nói, cậu đừng sốt ruột. Nếu cậu vừa tới thư viện đã làm đệ tử chân truyền thì cũng không phải chuyện gì tốt, hơn nữa với thực lực của cậu, muốn thông qua khảo hạch đệ tử chân truyền chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Diệp Huyên lắc đầu cười, thôi được rồi. Phi Ngư gật đầu, nửa tháng sau là buổi khảo hạch đệ tử chân truyền, cậu có thể chuẩn bị được rồi. Nói rồi bà ta xòe tay, hai viên tinh thạch thời không lần lượt xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và Hình Linh, vừa đủ cho hai người tu luyện nửa tháng. Đi tu luyện đi. Hình Linh cung kính hành lễ, cảm ơn sư phụ. Nói xong nàng ta cất tinh thạch đi. Phi Ngư nhìn Diệp Huyên, hắn do dự một lúc rồi cũng cất tinh thạch đi. Phi Ngư chớp mắt, có phải cậu không vừa ý lắm không? Diệp Huyên vội vàng lắc đầu, không phải, ta muốn đi đọc sách, còn về tu luyện thì ta không để ý lắm. Phi Ngư trầm giọng hỏi, cậu là kiếm tu đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Phi Ngư cười bảo, năm xưa viện trưởng để lại một bộ kiếm thư ở thư viện, cậu có hứng thú không? Diệp Huyên nheo mắt, viện trưởng Cổ Bái Nguyệt. Phi Ngư gật đầu, đúng. Diệp Huyên cười đáp, có hứng thú. Phi Ngư gật đầu, đi theo ta đưa hai người đến một nơi đặc biệt. Nói xong bà ta đưa Diệp Huyên và Hình Linh đi về phía xa. Không lâu sau, ba người tới trước một căn lầu các. Diệp Huyên nhìn thấy phía trên có hai chữ lớn, võ lâu. Phi Ngư cười, nơi này người thường không thể tới được, nhưng hai người có thể là ngoại lệ. Nói xong bà ta đưa Diệp Huyên vào đại điện, vừa đi vào đã có một ông lão mặc áo bào đen xuất hiện trước mặt ba người, ông ta nhìn Phi Ngư lấy một tấm lệnh bài ra, ông lão lập tức cúi người rồi quay người rời đi. Phi Ngư quay đầu nhìn Diệp Huyên và Hình Linh, đi theo ta. Nói xong bà ta dẫn hai người lên lầu. Cả ba cùng lên tầng cao nhất. Tới tầng cao nhất, Diệp Huyên nhìn xung quanh, trong đây chỉ có 6 cột đá, trên mỗi cột đá đều có một hộp sắt. Diệp Huyên nhìn Phi Ngư cười, tự chọn đi. Diệp Huyên khẽ cười rồi đi tới trước một cột đá, hắn mở hộp ra, khi nhìn thấy vật bên trong, hắn giật mình thảng thốt, mẹ kiếp. Bên trong hộp là một thanh kiếm. Diệp Huyên biết thanh kiếm này. Kiếm tổ. Đồ dùng của phụ thân. Năm xưa thanh kiếm này còn đi theo ông ta một thời gian. Mà hắn không ngờ rằng thanh kiếm này lại ở đây. Đây là lý do vì sao hắn giật mình sửng sốt. Chuyện gì đã xảy ra?
Chẳng lẽ là phụ thân để lại đây? Diệp Huyên nghi hoặc cầm kiếm lên, hắn quan sát thanh kiếm trong tay một hồi rồi nói, kiếm linh. Không có phản ứng. Diệp Huyên nhíu mày, hắn chậm chậm nhắm mắt lại, một lát sau kiếm linh trong tay hắn khẽ rung lên. Có phản ứng rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Phi Ngư híp mắt, đôi mắt lóe lên, không biết đang nghĩ gì. Lúc này kiếm linh trong tay Diệp Huyên chợt hóa thành kiếm quang bay vào giữa hai hàng lông mày của hắn. Chẳng mấy chốc, trong thức hải của Diệp Huyên có thêm một thanh kiếm. Một lúc sau, Diệp Huyên thầm nói trong lòng, kiếm linh, sao cô lại ở đây? Kiếm linh im lặng một lúc rồi cất lời, âm thanh vang lên trong đầu Diệp Huyên, chờ cậu. Diệp Huyên hơi khó hiểu, chờ ta. Kiếm linh nói, đúng thế. Diệp Huyên lại hỏi, phụ thân bảo cô ở đây chờ ta. Kiếm linh đáp, đúng. Diệp Huyên hơi tò mò, phụ thân bảo cô chờ ta ở đây làm gì? Kiếm linh nói, để ta dẫn dắt cậu trưởng thành. Diệp Huyên hơi nghi hoặc, sao phụ thân biết ta sẽ tới đây? Kiếm linh bảo, cậu đừng hỏi nhiều nữa, khoảng thời gian tiếp theo cậu sẽ tu luyện cùng ta. Diệp Huyên cười khẽ, ta nghĩ chắc là không cần đâu. Kiếm linh nói, cậu. Nói đến đây, giọng của kiếm linh đột nhiên im bặt, sau đó nàng ta thẳng thốt, cậu đã tới vô đạo rồi. Diệp Huyên cười, đúng thế. Kiếm linh trầm mặc, nàng ta không ngờ Diệp Huyên đã đạt tới vô đạo cảnh. Không thể nào. Diệp Huyên khẽ cười, kiếm linh, cô về tìm phụ thân ta đi, ta không cần cô chỉ dẫn, cũng không cần cô đi theo. Kiếm linh thở dài, cậu đang ghi thù lời ta nói với cậu lúc trước đấy à? Lúc đầu khi rời khỏi Diệp Huyên, nàng ta đã không chút khách sáo chỉ trích hắn một trận, vì thế nàng ta tưởng hắn đang thù mình. Nhưng Diệp Huyên lại lắc đầu, cũng không đến mức phải vậy, chỉ là bây giờ ta thực sự không cần cô đi theo nữa. Muốn tu luyện ta có bút đại đạo, còn kiếm đã có kiếm thanh huyên, cô đi theo ta không có tác dụng gì cả. Cô thấy đúng không? Kiếm linh im lặng. Diệp Huyên đang định lên tiếng thì kiếm linh nói, huyết mạch, chẳng lẽ cậu không muốn đột phá huyết mạch sao? Huyết mạch, nghe vậy, Diệp Huyên khẽ nhíu mày, từ khi huyết mạch đạt đến bất khuất thì huyết mạch chi lực của hắn đã không còn đột phá thêm nữa. Huyết mạch của hắn quá đặc biệt, muốn đột phá thêm thật sự là quá khó. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên nói, cô có thể giúp ta đột phá huyết mạch được à? Kiếm linh đáp, được. Diệp Huyên khẽ gật đầu, vậy cô đi theo ta đi. Kiếm linh. Lúc này Phi Ngư ở bên cạnh đột nhiên cất lời, thanh kiếm này chọn cậu rồi à? Diệp Huyên gạt mọi suy nghĩ, nhìn sang Phi Ngư gật đầu đáp, đúng thế. Phi Ngư trầm giọng hỏi, tại sao nó lại chọn cậu? Diệp Huyên nháy mắt, con mắt tinh tường nhận ra anh hùng. Phi Ngư sững người. Diệp Huyên cười bảo, sư phụ sẽ không đổi ý đấy chứ. Phi Ngư trừng mắt nhìn Diệp Huyên, yên tâm, ta sẽ không đổi ý đâu. Diệp Huyên cười, cảm ơn. Phi Ngư lại hỏi, cậu có thể nói cho ta biết vì sao nó lại chọn cậu không? Ta muốn nghe lời nói thật. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo, ta có quen biết nàng. Quen biết? Phi Ngư sửng sốt, còn muốn hỏi điều gì đó nữa nhưng Diệp Huyên lại cười nói, còn vì sao lại quen thì tạm thời ta vẫn chưa muốn nói lắm, khi nào ta muốn nói thì nói cho sư phụ sau nhé. Phi Ngư ngẫm nghĩ rồi gật đầu, cũng được. Diệp Huyên cười bảo, chẳng phải sư phụ nói còn có kiếm thư sao? Phi Ngư lắc đầu cười, cậu đúng là tham lam. Nói xong bà ta dẫn Diệp Huyên tới trước một cột đá, lấy chiếc hộp trên cột đá xuống rồi mở ra cho cậu. Diệp Huyên nhìn kiếm thư, xòe tay ra, kiếm thư bay vào lòng bàn tay hắn, hắn mở ra đọc, một lát sau, lông mày hắn hơi nhíu lại. Kiếm thư. Bên trong có chứa 6 kiếm kỹ cường đại. Nhưng đối với hắn mà nói, 6 kiếm kỹ này thật sự không có tác dụng nhiều. Bây giờ hắn không cần dùng kiếm kỹ. Bởi chỉ một nhát kiếm của hắn đã chứa uy lực hủy thiên diệt địa rồi. Phi Ngư hỏi, thế nào? Diệp Huyên cười trả lời, cũng được. Nói xong hắn cất đi. Phi Ngư nhìn Diệp Huyên, chỉ là cũng được thôi à? Diệp Huyên chớp mắt, đúng thế. Phi Ngư im lặng. Kiếm thư này là chí cao võ học do bá chủ viễn cổ sáng tạo ra, nhưng bà ta không ngờ ở trước mặt Diệp Huyên lại chỉ là cũng được. Diệp Huyên đột nhiên nhìn sang hình linh,
cười hỏi, Hình Linh cô nương, cô cũng chọn đi. Hình Linh gật đầu nhìn Phi Ngư, khóe miệng hơi nhếch lên. Sư phụ chọn giúp ta đi. Phi Ngư lườm Hình Linh, con nhóc tinh danh này. Nói rồi bà ta chỉ vào một cột đá bên phải. Hình Linh nhanh chóng bước tới trước cột đá đó, ôm chiếc hộp sắt trên đó lên rồi mở ra, sau đó nàng ta nở nụ cười, cất chiếc hộp đi. Cất hộp xong, Hình Linh nhìn Phi Ngư, cười ngọt ngào nói cảm ơn sư phụ. Phi Ngư cười, đi thôi. Hình Linh gật đầu. Một lúc sau ba người rời khỏi võ lâu, khi đang chuẩn bị đi thì Diệp Huyên chợt quay đầu lại, hắn thấy cách bên phải mấy trăm trượng có một cổ lâu u ám. Bên trong cổ lâu có một luồng khí thế tà ác. Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Huyên, vẻ mặt Phi Ngư chợt trở nên nghiêm nghị. Lúc này trong lòng bà ta đã vô cùng kinh ngạc. Bà ta không ngờ Diệp Huyên lại có thể cảm nhận được sự tồn tại lớn mạnh trong cổ lâu ấy. Tên này có lẽ không phải là thần chi. Chẳng lẽ là đạo chi? Không thể nào. Phi Ngư nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ này. Diệp Huyên còn quá trẻ, nếu là đạo chi thì đáng sợ quá. Lúc này Diệp Huyên rời mắt, quay lại hỏi, Phi Ngư sư phụ, cổ lâu đó là gì? Nghe vậy, Phi Ngư sắp xếp lại suy nghĩ, trầm giọng đáp, cấm địa của học viện chúng ta. Cấm địa. Diệp Huyên khẽ gật đầu, không nói thêm nữa. Phi Ngư đột nhiên hỏi, cậu cảm nhận được gì? Diệp Huyên lắc đầu cười, không có gì cả. Nói xong hắn đi về phía xa. Phi Ngư nhìn Diệp Huyên thật sâu, không lên tiếng. Sau khi về lại viện, Diệp Huyên lại trở về phòng sách. Tiếp tục đọc sách. Bây giờ hắn chỉ có hứng thú với đọc sách. Nhất là những cuốn sách cổ, tuy chúng không phải bí kíp tu luyện nhưng ghi lại rất nhiều điều thú vị. Mà bây giờ hắn cũng đã hiểu rõ lịch sử của Ngân Hà Giới. Lịch sử của Ngân Hà Giới không dài, chỉ khoảng 1 triệu năm, mà ban đầu Ngân Hà Giới chỉ là một thế giới nhỏ. Sau này cổ Bái Nguyệt tới đây sáng lập ra Học viện Ngân Hà và đổi tên nơi này thành Ngân Hà Giới, cũng chính từ sau đó Ngân Hà Giới mới bắt đầu dần trở nên lớn mạnh. Ngoài Ngân Hà Giới, Diệp Huyên cũng hiểu được một số vũ trụ xung quanh thông qua sách cổ, bao gồm cả hình tộc gia tộc của Hình Linh. Ở vũ trụ xung quanh này, gia tộc có phân chia cấp bậc, lần lượt là thế lực hạng 3, thế lực hạng 2, thế lực hạng nhất, thế lực siêu hạng. Mà gia tộc của Hình Linh là thế lực hạng nhất. Điều đáng nói là Học viện Ngân Hà cũng thuộc hạng nhất, nhưng ở đây khá đặc biệt, vì nơi này có một cường giả siêu cấp, chính là Cổ Bái Nguyệt. Người này là kiếm sĩ bí ẩn đến từ hệ Ngân Hà. Hồi đó từng có chiến tích huy hoàng, lấy 1 địch 5. Một mình chiến đấu với 5 bá chủ viễn cổ, điều đáng sợ nhất là nàng ta đã thắng. Trận chiến đó khiến tên tuổi của Cổ Bái Nguyệt lừng danh khắp chốn. 1 đánh 5. Diệp Huyên rơi vào trầm tư. Đây còn là 10 mấy nghìn năm trước, thời đó Cổ Bái Nguyệt đã có thể lấy 1 đánh 5, phải nói rằng rất yêu nghiệt. Bởi vì cho dù là hắn, khi ở đạo chi cảnh cũng chẳng thể lấy 1 đánh 5 được. Đương nhiên bây giờ có thể, nhưng bây giờ mà đánh thì sẽ là áp chế cảnh giới, đừng nói là 1 đánh 5, 1 đánh 10 cũng không thành vấn đề. Nhưng cùng cấp thì hắn vẫn khó mà làm được. Hiển nhiên Cổ Bái Nguyệt này là một vị cường giả siêu cấp rất yêu nghiệt. Không thể khinh thường bất cứ ai. Nét mặt Diệp Huyên khá nghiêm nghị. Trên thế giới này, ngoại trừ Tam Kiếm, người yêu nghiệt chắc chắn cũng không ít, không nói đâu xa, Vô Biên chủ kia sợ rằng hiện giờ hắn vẫn không đánh lại được. Ngoài ra còn có rất nhiều cường giả siêu cấp thần bí nữa. Tuy hắn đã là vô đạo cảnh, cảnh giới cao hơn người khác rất nhiều. Nhưng hắn không quên một định luật, ngầu không quá 3 ngày. Vẫn phải khiêm tốn một chút. Không đúng, nên nói là vẫn phải nâng cao cảnh giới thêm nữa, không thể để cảnh giới của mình thấp hơn những nơi đi qua được. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên gập sách lại, tiểu bút, ra đây nói chuyện đi. Bút đại đạo im lặng giây lát rồi bảo, nói chuyện gì? Diệp Huyên nói, sau vô đạo là cảnh giới gì? Bút đại đạo trầm giọng bảo, cậu muốn tiếp tục nâng cao à? Diệp Huyên gật đầu, mặc dù hiện tại ta đã rất vô địch rồi, nhưng ta vẫn thấy hơi nguy hiểm, vậy nên ta muốn tiếp tục nâng cao. Bút đại đạo khẽ thở dài, bây giờ cậu đã rất lợi hại rồi. Diệp Huyên lắc đầu, còn lâu mới đủ, ta phải tiếp tục nâng cao, nói cho ta đi, sau vô đạo là cảnh giới gì?
Bút đại đạo im lặng chốc lát rồi trả lời, thiên đạo trong truyền thuyết, tự thành thiên đạo, nói cách khác là bản thân chính là thiên đạo của mình. Đến tầng này, nếu so sánh chủ nhân với hoàng đế của thế tục thì cường giả thiên đạo cảnh là chư hầu, hơn nữa còn gắn liền với chủ nhân. Nói cách khác, muốn đạt đến thiên đạo cảnh thì phải được chủ nhân đồng ý, không được chủ nhân đồng ý thì không thể lên được thiên đạo cảnh, mà những người đạt đến thiên đạo cảnh cũng phải vượt qua được tầng tầng lớp lớp khảo nghiệm của chủ nhân mới có thể tự chứng thiên đạo được. Nó nói xong thì bật cười, những kẻ ngày nào cũng gào thét là nghịch thiên hiện giờ là một đám ngu xuẩn, bởi bọn họ càng hét nghịch thiên càng không thể thăng tiến được. Diệp Huyền hỏi tiếp, nếu ta muốn nâng lên thiên đạo cảnh thì cũng cần được chủ nhân huynh đồng ý à? Bút đại đạo chợt im lặng. Liệu chủ nhân có đồng ý không? Dưới tình huống bình thường chắc chắn là không. Nhưng nếu tên này gọi muội muội, chủ nhân, cần chủ nhân đồng ý không? Bút đại đạo câm nín. Nếu tên này muốn đạt đến thiên đạo cảnh hẳn là chủ nhân sẽ không ngăn cản, cũng không thể ngăn cản, vì tên này không quan tâm tới võ đức, động cái là gọi muội muội. Nghĩ tới đây, bút đại đạo khẽ thở dài, vậy cậu chuẩn bị đột phá à? Diệp Huyên nói, đúng thế. Bút đại đạo trầm giọng bảo, ta cảm thấy tốt nhất cậu đừng đột phá ở học viện này, vì động tĩnh sẽ rất lớn. Diệp Huyên cười bảo, vậy thì đổi nơi khác. Nói xong hắn đứng dậy ra khỏi phòng sách. Diệp Huyên vừa ra khỏi phòng sách thì thấy Hình Linh, nàng ta khẽ cười, Diệp công tử, cậu không đọc sách nữa à? Diệp Huyên cười, ta đi làm chút việc. Hình Linh nói, được. Diệp Huyên mỉm cười, sau đó hóa thành kiếm quang biến mất ở nơi sâu trong tinh không. Hình Linh ngẩng đầu nhìn nơi sâu trong tinh không, không biết đang nghĩ gì. Một canh giờ sau, Diệp Huyên ngự kiếm tới một tinh không vô tận. Hắn nhìn xung quanh, tinh không xung quanh tĩnh lặng. Bút đại đạo hạ giọng cất lời, cậu phải mở thiên nhãn trước để cảm ứng chủ nhân, sau đó chủ nhân sẽ giáng lôi kiếp xuống, nếu cậu vượt qua được thì sẽ chứng được thiên đạo. Diệp Huyên hỏi, mở thiên nhãn bằng cách nào? Bút đại đạo nói, tu luyện. Diệp Huyên cau mày, quá chậm. Trầm mặc một lát bút đại đạo nói, thôi vậy, để ta cảm ứng giúp cậu. Nói rồi nó rung lên dữ dội, giây tiếp theo một luồng khí thế bí ẩn đột nhiên bay ra từ cơ thể phụ thân phóng lên trời. Bùm! Trên đầu Diệp Huyên xuất hiện một vòng xoáy cực lớn. Diệp Huyên nhìn vòng xoáy khổng lồ ấy mà hơi tò mò, tiểu bút, đây là gì? Bút đại đạo đáp, cậu sẽ biết ngay thôi. Đúng lúc này, một đôi mắt cực lớn đột nhiên xuất hiện trong vòng xoáy màu đen kia. Diệp Huyên chớp mắt, đây là mắt của chủ nhân huynh à. Bút đại đạo trầm giọng trả lời, không phải, đây là thần nhãn thiên đạo đại diện cho chủ nhân, giống với thiên đạo cậu từng thấy trước đây, cũng là ý niệm của chủ nhân biến hóa ra, nhưng đôi mắt này lợi hại hơn, thực lực rất mạnh. Lát nữa nó sẽ giáng đạo lôi xuống, sau khi vượt qua được cậu sẽ thông qua lần khảo hạch thứ nhất. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi hỏi, ta dùng thực lực của mình có thể vượt qua được không? Bút đại đạo đáp, cậu có muốn thử không? Diệp Huyên hơi do dự. Thử. Bút đại đạo nói tiếp, nếu cậu muốn tự thử cũng không phải không thể, nhưng hơi nguy hiểm, đạo lôi này không phải lôi bình thường, người thường không thể chống đỡ được. Diệp Huyên thấp giọng nói, trên đời có vô đạo cảnh không? Bút đại đạo trả lời, không phải cậu cho rằng cậu là người đầu tiên đạt đến vô đạo cảnh đấy chứ? Diệp Huyên chớp mắt, không phải à? Bút đại đạo không nói nên lời. Đúng lúc này, thần nhãn thiên đạo trên trời đột nhiên lên tiếng, là ngươi cảm ứng đại đạo. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn thần nhãn thiên đạo, nó đang hờ hững nhìn hắn. Diệp Huyên đáp, đúng thế. Trong thần nhãn đại đạo đột ngột ngưng tự ra một đạo thần lôi đáng sợ. Cảm nhận được uy lực của thần lôi ấy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi. Nguy hiểm. Sau khi đạt đến vô đạo, hắn đã rất ít gặp phải chuyện nguy hiểm. Nhưng bây giờ lần đầu tiên hắn cảm nhận được nguy hiểm. Điều này hơi đáng sợ. Diệp Huyên vội nói, ngươi chờ đã để ta suy nghĩ một chút. Nghe thế, thần nhãn thiên đạo nổi giận đùng đùng, chờ. Người phàm, người đang đùa đấy à, ta. Lúc này bút đại đạo đột nhiên lên tiếng, ta khuyên ngươi nói năng khách sáo một chút. Nghe vậy, thần nhãn thiên đạo hơi sững sờ, giây sau nó nhìn vào cây bút bên hông Diệp Huyên. Bút đại đạo, là ngươi.
Bút Đại Đạo bình tĩnh nói, mắt ngươi to như thế mà bây giờ mới nhìn thấy ta à? Sao, có phải sau khi ta bị giam cầm thì các ngươi bắt đầu khinh thường ta không? Thần Nhãn Thiên Đạo do dự rồi đáp, không dám. Bút Đại Đạo. Đây là bút trong tay chủ nhân, tuy thực lực chẳng ra sao nhưng người ta là cận thần của thiên tử. Bút Đại Đạo nói, vị bên cạnh là Diệp Thiếu, đừng nói với ta là ngươi chưa nghe bao giờ. Diệp Thiếu. Nghe vậy, Thần Nhãn Thiên Đạo thảm thốt, mẹ kiếp, cậu là Kháo Sơn. Nói đến đây nó lập tức dừng lại. Kháo Sơn Vương Diệp Huyên. Đương nhiên nó đã từng nghe. Người này là người bây giờ không thể động đến nhất. Thần Nhãn Thiên Đạo hơi phiền muộn, sao lại gặp phải tên này cơ chứ? Bút Đại Đạo cất lời, Diệp Thiếu muốn suy nghĩ thì ngươi cứ chờ đi. Thần Nhãn Thiên Đạo. Diệp Huyên suy nghĩ rồi nói, Thần Nhãn Thiên Đạo, với thực lực hiện giờ của ta có thể chống đỡ được đạo lôi của ngươi không? Thần Nhãn Thiên Đạo trầm giọng bảo, rất khó. Diệp Huyên nhíu mày. Thần Nhãn Thiên Đạo lại nói, đạo lôi này rất đặc biệt, vô đạo cảnh bình thường không thể chịu nổi, Diệp Thiếu hẳn là vừa đạt đến vô đạo cảnh, căn cơ chưa ổn định lắm, vậy nên với thực lực của cậu hiện giờ sợ rằng khó mà đỡ được đạo lôi này. Khó đỡ được. Diệp Huyên trầm mặc một lúc rồi bảo, nói cách khác, hiện giờ ta đang ở vô đạo cảnh nhưng cũng không phải cực kỳ lợi hại, đúng không? Thần Nhãn Thiên Đạo gật đầu, ít nhất thì Diệp Thiếu vừa mới bước vào vô đạo cảnh, đến Thiên Nhãn cũng chưa tu luyện ra được. Nói đến đây, nó không nói tiếp nữa. Diệp Huyên lắc đầu cười. Vừa nhập môn. Lúc này, Thần Nhãn Thiên Đạo lại nói, đương nhiên, nếu bây giờ Diệp Thiếu muốn đột phá thì ta cũng có thể mở cửa sau cho cậu, nhưng ta không khuyến khích cậu làm như vậy. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu ý của ngươi. Thần Nhãn Thiên Đạo gật đầu, không nói thêm nữa. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, phải làm thế nào mới tu luyện được Thiên Đạo chi nhãn? Thần Nhãn Thiên Đạo nhìn Bút Đại Đạo, chắc hắn biết rõ hơn ta đấy. Diệp Huyên nhìn Bút Đại Đạo, nó trầm giọng trả lời, muốn luyện được Thiên Đạo chi nhãn cũng không khó, chỉ cần chịu được khổ một chút thôi. Diệp Huyên cười, ta không sợ khổ. Bút Đại Đạo gật đầu, vậy để Thần Nhãn Thiên Đạo giúp đi. Diệp Huyên sửng sốt, là như thế nào? Bút Đại Đạo trả lời, bảo hắn giảm bớt uy lực của đạo lôi, giúp cậu tu luyện Thiên Đạo chi nhãn, không chỉ có thể luyện ra Thiên Đạo chi nhãn, còn có thể tu luyện ra Thiên Đạo chi thân, một cơ thể rất lợi hại, trước đây từng có người luyện ra được, hầu như là vô địch cùng cấp. Bởi cường giả cùng cấp sẽ chẳng thể phá được phòng ngự của cậu. Diệp Huyên trở nên kích động, lợi hại vậy sao? Bút Đại Đạo nói, đúng thế, nếu cậu chịu được khổ thì có thể tu luyện Thiên Đạo chi thể. Nhưng cũng phải chuẩn bị rất nhiều thiên tài địa bảo chân quý. Diệp Huyên hỏi, huynh có cách tu luyện không? Bút Đại Đạo cười đáp, đương nhiên có rồi. Khóe miệng Diệp Huyên hơi nhếch lên, thiên tài địa bảo gì đó thì dễ thôi. Nói rồi hắn xòe tay ra, một chiếc bùa truyền âm chậm chậm bay lên không trung, sau đó bốc cháy trong không trung, tiếp theo đó thì không thấy đâu nữa. Một lát sau ám quân xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Đưa cho hắn một chiếc nhẫn chứa đồ, Diệp Thiếu. Diệp Huyên nhận lấy nhẫn chứa đồ, trong đó là các loại thiên tài địa bảo. Lúc này, Bút Đại Đạo lên tiếng, để đan thần cô nương luyện chế thành vô cực kim đan giúp cậu, là một loại đan dược đặc biệt trong đại đạo đan kinh, đan dược này vừa vặn thích hợp để tu luyện thiên đạo chi thể. Diệp Huyên khẽ gật đầu, sau đó đưa nhẫn chứa đồ cho ám quân, đưa những thứ này cho đan thần cô nương, bảo nàng ấy luyện thành vô cực kim đan giúp ta. Nàng ấy cần gì thì các ngươi đều phải hết sức phối hợp với nàng ấy. Ám quân cung kính hành lễ, đã rõ. Nói xong hắn ta nhận lấy đan dược, quay người rời đi. Diệp Huyên nhìn Thần Nhãn Thiên Đạo trên trời rồi cười hỏi, đến lúc đó cần các hạ phối hợp một chút, không có vấn đề gì chứ. Thần Nhãn Thiên Đạo không nói nên lời. Vấn đề. Nó thì có thể có vấn đề gì? Thần Nhãn Thiên Đạo lập tức đáp, đến lúc đó ta sẽ phối hợp với Diệp Thiếu. Diệp Huyên gật đầu, vậy ngươi đi đi. Thần Nhãn Thiên Đạo gật đầu rồi quay người biến mất. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiểu bút, tu luyện đến cuối cùng thì ra mọi cảnh giới đều liên quan đến chủ nhân của huynh. Bút Đại Đạo cười bảo, đương nhiên, về sau mọi cảnh giới đều do chủ nhân ta sáng tạo,
có thể nói là sau vô đạo cảnh thì mỗi lần nâng cao cảnh giới đều cần vượt qua khảo hạch của chủ nhân. Càng đến cuối cùng, họ sẽ càng biết chủ nhân đáng sợ cỡ nào. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Bút đại đạo nói tiếp, ta cảm thấy cậu có thể đến nơi lợi hại hơn xem thử, ở nơi này cậu đã là vô địch rồi, không còn ý nghĩa gì nữa. Mặt Diệp Huyên đầy vạch đen, huynh không hiểu. Nói xong hắn quay người rời đi. Bút đại đạo. Vì phải chờ đan dược nên Diệp Huyên tạm thời không tu luyện, hắn lựa chọn tiếp tục trở về đọc sách. Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã nửa tháng trôi qua, hiện tại đã đến lúc khảo hạch đệ tử chân truyền. Ngày hôm nay, tất cả học viên nội môn đều tập trung ở quảng trường. Phải nói rằng học viên của Học viện Ngân Hà này rất nhiều, chỉ riêng học viên nội môn đã có tới hơn nghìn. Đương nhiên Diệp Huyên cũng tới đây, bên cạnh hắn là Hình Linh. Diệp Huyên nhìn quanh một vòng rồi bảo, thật náo nhiệt. Hình Linh gật đầu, đúng vậy, mỗi lần khảo hạch đệ tử chân truyền đều là lúc nội môn sôi nổi nhất, vì nó có thể thay đổi vận mệnh của họ. Đãi ngộ của học viên nội môn và học viên chân truyền khác nhiều rất nhiều, không chỉ vậy, trở thành đệ tử chân truyền nghĩa là có thể trở thành học sinh của một bá chủ viễn cổ. Một khi trở thành học sinh của bá chủ viễn cổ thì không chỉ cá nhân người đó một bước lên tiên, mà gia tộc của người đó cũng được hưởng rất nhiều lợi lộc. Ở ngoài, cường giả bá chủ viễn cổ rất được nể mặt. Diệp Huyên gật đầu, một người đắc đạo, cả nhà thăng thiên. Hình Linh cười, đúng vậy. Lúc này Tiết Bạch và Tiết Đồng đi tới trước mặt Diệp Huyên và Hình Linh, Tiết Bạch cười bảo, Diệp Huynh, Hình cô nương. Diệp Huyên nhìn Tiết Bạch, cười chào Tiết Huynh. Tiết Bạch gật đầu cười hỏi, Diệp Huynh có tự tin trở thành đệ tử chân truyền không? Diệp Huyên nháy mắt, có chút chút. Tiết Bạch cười lớn, Diệp Huynh khiêm tốn rồi, với thực lực của Diệp Huynh, muốn trở thành đệ tử chân truyền chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Diệp Huyên lắc đầu cười, khiêm tốn, khiêm tốn. Tiết Bạch. Tiết Đồng ở bên cạnh cười nói, ta lại muốn được thấy dáng vẻ kiêu ngạo của Diệp công tử cơ. Diệp Huyên cười ha hả, khiêm tốn một chút thì tốt hơn, ta không phải người thích khoe mẽ, ta luôn cố gắng không ra vẻ. Mọi người. Nghe câu này của Diệp Huyên, Hình Linh không khỏi lắc đầu cười. Nàng ta phát hiện Diệp công tử đúng là một người thú vị, ở bên hắn ngày nào cũng rất vui. Tiết Đồng nhìn Diệp Huyên như cười như không, Diệp công tử, thật lòng mà nói ta rất mong chờ được thấy khoảnh khắc huynh không ẩn giấu nữa đấy. Sao nàng ta lại không nhìn ra đến giờ Diệp Huyên vẫn đang che giấu chính mình, chỉ là nàng ta không biết rốt cuộc hắn che giấu sâu đến mức nào thôi. Nghe lời này của Tiết Đồng, Diệp Huyên lắc đầu cười. Hắn cũng phát hiện hình như dạo này hơi huênh hoang quá. Nhưng hắn đã rất kiềm chế rồi, có điều thực lực không cho phép. Bây giờ phóng tầm mắt rộng hơn nhìn, có ai là đối thủ của Diệp Huyên hắn? Đương nhiên phải loại trừ mấy cường giả hàng đầu. Phải thể hiện mà nói một câu rằng rất nhiều lúc vô địch thật sự rất cô đơn. Đúng lúc này, một ông lão xuất hiện ở trước mặt mọi người cách đó không xa, ông lão này vừa xuất hiện, các học viên trong sân lập tức im bặt. Ông lão nhìn lướt qua tất cả các học viên trong sân, rồi nói, giống như thường lệ, thí luyện lần này là huấn luyện thực chiến. Huấn luyện thực chiến. Nghe vậy, tất cả mọi người lập tức trở nên hưng phấn. Ông lão cười nói, hẳn là mọi người đều quen thuộc với địa điểm huấn luyện thực chiến lần này, đó là vùng đất nghịch loạn. Vùng đất nghịch loạn. Nghe vậy, nụ cười trên mặt một số học viên đông cứng lại, thay vào đó là vẻ nặng nề. Diệp Huyên quay đầu nhìn Hình Linh, vùng đất nghịch loạn là sao? Hình Linh hạ giọng đáp, là một nơi khá nguy hiểm, nơi này rất hỗn loạn, loại người nào cũng có. Bình thường chúng ta sẽ không tùy tiện tới nơi này. Không ngờ nơi thí luyện học viên lần này lại là ở đây. Lúc này, ông lão đứng đầu đột nhiên cười hỏi, thế nào, sợ rồi à? Mọi người vội vàng lắc đầu. Nếu tự đi có thể họ sẽ hơi sợ, nhưng có học viện dẫn dắt thì họ không sợ gì hết. Học viện Ngân Hà rất có danh tiếng trong vùng vũ trụ xung quanh này, thế lực bình thường không dám khiêu khích họ. Lúc này, ông lão cười bảo, nếu mọi người không sợ thì bây giờ chúng ta sẽ xuất phát tới vùng đất nghịch loạn. Ta chờ mọi người ở đó, ta không quan tâm mọi người dùng thủ đoạn gì, nhất định phải tới được nghịch loạn thành cho ta. Nói xong ông lão biến mất trên bầu trời.
một luồng uy áp vô hình đột nhiên quét ngang bầu trời. Những người có mặt ai nấy đều biến sắc. Bá chủ viễn cổ. Lúc này mọi người mới phát hiện ông lão vừa nói khi nãy là một cường giả bá chủ viễn cổ. Tiết Bạch đứng bên cạnh Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn trời với ánh mắt nóng rực. Lúc này, Tiết Đồng chợt nói, huynh đừng nhìn nữa, đời này huynh muốn tới được bá chủ viễn cổ sợ là hơi khó khăn. Tiết Bạch nhìn Tiết Đồng, muội coi thường ca ca muội thế à? Mặt Tiết Đồng không đổi sắc, cho dù huynh có thiên phú thì gia tộc cũng không có tiền để giúp huynh đâu. Tiết Bạch khẽ thở dài. Tu luyện cần phải có tiền. Đặc biệt là tu luyện đến sau này, mỗi lần nâng cảnh giới đều hao tốn một khoản tiền lớn. Trừ khi ngươi cực kỳ yêu nghiệt đến độ gia tộc không tiếc huấn luyện ngươi bằng mọi giá. Nếu không đa phần là gia tộc sẽ không giúp đỡ ngươi, vì nếu ngươi thất bại thì họ sẽ mất cả gốc lẫn lãi. Không đánh cược nổi. Lúc này Hình Linh chợt lên tiếng, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, đi, đến nghịch loạn thành. Tiết Bạch cười khẽ, vậy chúng ta lập đội đi. Hình Linh gật đầu, được. Vừa nói nàng ta vừa nhìn Diệp Huyên cười bảo, ta không thành vấn đề. Hắn phát hiện rất nhiều người đều đã thành lập đội nhóm. Một lát sau, bốn người bắt đầu lên đường đến vùng đất nghịch loạn. Lúc này, Hình Linh bỗng nói, lần này khá bất ngờ, không ngờ học viện lại chọn nơi thực chiến ở vùng đất nghịch loạn. Tiết Bạch khẽ gật đầu, đúng thế, trước đây cũng là huấn luyện thực chiến nhưng đều không tới vùng đất nghịch loạn, lần này có vẻ học viện thật sự chơi lớn rồi. Tiết Đồng góp lời, có lẽ là cảm thấy chúng ta ở học viện thoải mái quá nên muốn cho chúng ta ra ngoài trải nghiệm sự hiểm ác của xã hội. Hình Linh gật đầu, đi trải nghiệm cũng tốt. Nói rồi nàng ta đột nhiên nhìn Diệp Huyên, cười hỏi, Diệp công tử lần đầu đến vùng đất nghịch loạn đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Hình Linh chợt hỏi, Diệp công tử từ đâu đến thế? Nghe vậy, Tiết Bạch và Tiết Đồng cũng nhìn Diệp Huyên, họ cũng tò mò về lai lịch của hắn. Diệp Huyên cười, ta đến từ phàm giới. Phàm giới? Nghe thế, ba người phía Hình Linh đều ngẩn ra. Tiết Đồng bảo, đến từ cùng một nơi với cổ viện trưởng à? Diệp Huyên gật đầu, ừ. Tiết Đồng nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử có quen cổ viện trưởng không? Diệp Huyên cười đáp, không quen. Không quen. Tiết Đồng không nói gì nữa. Hình Linh hỏi, phàm giới có một thế lực tên là Liên Minh Ngân Hà. Vừa nói nàng ta vừa nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử là người của Liên Minh Ngân Hà à? Diệp Huyên lườm Hình Linh, chẳng phải lúc trước ta đã nói với cô rồi sao? Ta là người của Thư viện Quan Huyên. Thư viện Quan Huyên. Hình Linh cười ngượng, ta quên mất. Lúc này Tiết Đồng lại hỏi, ta biết Đại Ngụy, Diệp công tử có biết Đại Ngụy không? Diệp Huyên gật đầu, bây giờ Nguyệt Lam cô nương của Đại Ngụy đã gia nhập Thư viện Quan Huyên của ta. À đúng rồi, bây giờ nàng ấy đã là hoàng đế của Đại Ngụy rồi. Tiết Đồng nhìn Diệp Huyên như có điều suy nghĩ. Lúc này Diệp Huyên hơi nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Huyên, Hình Linh hỏi, làm sao vậy? Diệp Huyên cười, có người đang theo dõi chúng ta. Nghe thế Tiết Bạch nhíu mày quay đầu nhìn lại, nhưng không phát hiện ra gì. Diệp Huyên lại nói, đi thôi. Tiết Bạch do dự một lúc rồi hỏi, Diệp Huynh, thật sự có người theo dõi chúng ta à? Diệp Huyên cười, đi rồi. Mặt Tiết Bạch đen xì. Không phải là Diệp Huynh cố ý bịa chuyện để ra vẻ đấy chứ? Bốn người tăng nhanh tốc độ. Sau khi nhóm Diệp Huyên đi, một ông lão đột nhiên xuất hiện. Ông ta nhìn Diệp Huyên biến mất ở đằng xa, hơi nheo mắt lại, thế mà hắn lại phát hiện ra ta được. Lúc này một thanh niên xuất hiện bên cạnh ông lão. Người này chính là Mạc Thiện có xung đột mâu thuẫn với Diệp Huyên lúc trước. Mạc Thiện nhìn chằm chằm Diệp Huyên nơi xa, tiền bối, người này ở cảnh giới nào? Mặt ông lão không có biểu cảm gì, hẳn là thần chi cảnh đỉnh cao. Thần chi cảnh đỉnh cao. Nghe vậy, mặt Mạc Thiện lập tức trở nên khó coi, tiền bối có lòng tin giết chết được kẻ này không? Ông lão cười khẩy, đây chẳng phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Nói xong ông ta nhìn sang phải, trưởng lão dẫn đội của Học viện Ngân Hà ở cách đó không xa, ra tay ở nơi này e là sẽ gây ra phiền phức không cần thiết. Ta sẽ chờ xem, nếu có thời cơ thích hợp thì ta sẽ giết hắn.
Mạc Thiện gật đầu, được. Ông lão lại nói, bây giờ ngươi đến vùng đất nghịch loạn đi, trên đường đi ta đã đánh tiếng trước giúp ngươi rồi. Cường giả thực thụ sẽ không động đến ngươi đâu, sẽ có một vài nhân vật tôm tép tới giao đấu cho ngươi luyện tay, nhân tiện để ngươi có được chiến tích tốt. Nghe vậy, Mạc Thiện vội cung kính hành lễ, cảm ơn lão tổ. Ông lão đột nhiên kéo tay phải của Mạc Thiện, dịu giọng nói, giữa chúng ta còn phải cảm ơn làm gì? Nói xong ông ta từ từ vuốt ve. Trong mắt Mạc Thiện thoáng qua sự ngượng ngùng nhưng hắn ta không dám từ chối. Xa xa ở cuối tinh hà, hình linh bên cạnh Diệp Huyên trầm giọng gọi, Diệp công tử, vừa nãy. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, không sao, đừng lo lắng. Hình linh chần chừ nhưng rồi vẫn gật đầu, được. Tiết Đồng nhìn Diệp Huyên không nói gì. Bây giờ nàng ta cũng càng lúc càng tò mò về Diệp Huyên. Ước chừng nửa ngày sau, bốn người đi tới một tinh vực chết chóc. Hình linh nhìn về phương xa với vẻ mặt nặng nề, qua vùng tinh vực nơi xa này là chúng ta sẽ chính thức đi vào phạm vi của vùng đất nghịch loạn, đến đó sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Đúng lúc này, Tiết Bạch chỉ về nơi xa, mọi người nhìn kìa. Mấy người nhìn về nơi đó, ở đó có mấy thi thể đang trôi giạt, nhìn quần áo của họ thì đều là người của học viện Ngân Hà. Thấy vậy, hình linh trầm giọng nói, xem ra lần thí luyện này thật sự không đơn giản. Tiết Đồng gật đầu, học viện Ngân Hà cần nhân tài thực thụ, sau lần này, ai có thể sống sót thì sẽ đều là tinh anh trong tinh anh. Tiết Bạch cười bảo, đào thải số lượng lớn. Mấy người tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau, mấy sợi thần thức đột nhiên quét từ xa tới, ngang nhiên không chút dè chừng quét qua người nhóm Diệp Huyên. Diệp Huyên vẫn bình tĩnh, không phản kháng. Còn Tiết Bạch thì lại nheo mắt, tay phải nắm chặt, một luồng sức mạnh ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn ta. Lúc này sáu người xuất hiện trước mặt nhóm Diệp Huyên. Đi đầu là một người đàn ông, hắn ta mặc áo đen mỏng, trong tay cầm một thanh trường đao, ánh mắt lạnh lùng thâm hiểm, khóe miệng nở nụ cười tà ác, thoạt nhìn có vẻ là kẻ gian ác phản diện. Người đàn ông áo đen nhìn chằm chằm hình linh và Tiết Đồng, cười lạnh lùng âm hiểm, chậc chậc, đúng là mỹ nhân xinh đẹp, ha ha. Nói rồi hắn ta còn lè lưỡi ra liếm môi, vô cùng tà ác. Hình linh hơi cau mày. Tiết Đồng đi tới bên cạnh Diệp Huyên, kéo tay áo hắn nói, Diệp công tử, thời khắc anh hùng cứu mỹ nhân tới rồi. Huynh có muốn thể hiện không? Diệp Huyên chớp mắt, sẽ lấy thân báo đáp chứ. Nghe vậy Tiết Đồng ngẩn ra, sau đó cười hỏi lại, Diệp công tử nghiêm túc hay nói đùa vậy? Nàng ta lại ném vấn đề về cho Diệp Huyên. Diệp Huyên mỉm cười, đang định lên tiếng thì Tiết Đồng đã nói, Diệp công tử, mấy người bọn họ đều là thần chi cảnh, nếu huynh thật sự có thể giết được hết bọn họ thì ta có thể suy xét việc lấy thân báo đáp. Diệp Huyên phất tay áo. Một luồng kiếm quang chém ra. Phút 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 phút. Trong nháy mắt, sáu cái đầu phóng lên trời, máu chảy ra như suối. Mấy người có mặt đều hóa đá tại chỗ. Mà vẻ mặt Tiết Đồng thì thoáng chốc cứng đờ. Diệp Huyên mỉm cười, Tiết Đồng cô nương, thứ cho ta nói thẳng, ngoài tam kiếm ra, ai có thể giết được ta nữa? Có ai dám giết ta? Nói xong hắn xoay người đi về phía xa. Nhưng đúng lúc này, một luồng khí thế đáng sợ quét ngang bầu trời, cùng lúc đó một tiếng quát giận dữ cũng vang lên, dám giết người của Lan Tông ta à? Diệp Huyên phất nhẹ tay phải. Phụt! Âm thanh đó bỗng nhiên im bặt, sau đó một cái đầu đẫm máu chậm rãi rơi xuống từ tinh không. Xa xa, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn nơi sâu trong tinh không trên bầu trời, nhẹ giọng nói, muốn bị giết quá đi. Mọi người! Thật muốn bị giết quá đi! Nghe câu này của Diệp Huyên, nét mặt ba người nhóm Tiết Đồng đều trở nên kỳ quái. Thật muốn bị giết quá đi! Phải thừa nhận rằng Diệp Huyên thật sự rất kiêu ngạo. Kiêu ngạo đến mức người ta muốn đánh hắn. Nhưng lúc này, vẻ mặt của ba người nhóm Tiết Đồng lại cực kỳ nghiêm nghị. Vừa rồi Diệp Huyên đã giết cường giả thần chí cảnh chỉ trong một giây. Là giết trong một giây. Điều này hơi khó tin. Chẳng lẽ Diệp Huyên là đạo chi cảnh? Nghĩ tới đây, sắc mặt cả ba đều trở nên khó coi. Nếu như Diệp Huyên thật sự là đạo chi cảnh trong truyền thuyết vậy thì thật sự quá đáng sợ. Điều đó tương đương với bá chủ viễn cổ đấy. Bá chủ viễn cổ trẻ tuổi thế này sao? Ánh mắt của ba người cực kỳ phức tạp.
Bởi vì trực giác của họ nói cho họ biết, Diệp Huyên trước mắt chính là đạo chi cảnh, chỉ có đạo chi cảnh mới có thể dễ dàng giết chết thần chi cảnh trong một giây như vậy. Lúc này, Diệp Huyên ở nơi xa đột nhiên dừng bước, hắn quay đầu nhìn về phía ba người, cười nói, đi thôi. Ba người lấy lại tinh thần, lập tức đi theo Diệp Huyên. Không lâu sau mấy người đã vào vùng đất nghịch loạn. Sau khi vào vùng đất nghịch loạn, bốn người phát hiện có rất nhiều thi thể, đa phần đều là của học viện Ngân Hà. Hơn nữa đâu đâu cũng thấy mùi máu tanh và lệ khí. Lúc này, Hình Linh đột nhiên nói, không ngờ nơi này lại nhiều lệ khí như vậy. Tiết Bạch gật đầu, nơi này người bình thường không vào được. Tiết Đồng đột nhiên nói, nếu số học viên thương vong của học viện quá nhiều. Nói đến đây, nàng ta không nói tiếp nữa. Quá nhiều thương vong. Lúc này, Hình Linh lại nói, thương vong quá nhiều chỉ có thể chứng minh học nghệ của mình không tốt, học viện không chịu trách nhiệm. Huynh muội Tiết Bạch im lặng. Lúc này Diệp Huyên lên tiếng, chúng ta tới nghịch loạn thành đi. Mà vào lúc này, một luồng khí thế đột nhiên ập đến tù một phía. Mấy người quay đầu lại nhìn, cách đó không xa, có một người mặc áo bào đen đứng ở nơi đó. Người áo đen nói, muốn vào nghịch loạn thành. Tiết Bạch và Tiết Đồng lùi ra phía sau Diệp Huyên, sau đó nhìn hắn khiến hắn trở thành người cầm đầu. Diệp Huyên cạn lời. Lúc này người áo bào đen lại vào Diệp Huyên hỏi, muốn vào nghịch loạn thành. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Người áo đen cười bảo, ta cũng không phải người không nói lý. Muốn vào nghịch loạn thành thì cho ta chút lợi ích, ta sẽ cho các ngươi đi, thế nào? Ăn cướp. Diệp Huyên nhìn người áo đen cười hỏi, ông muốn lợi ích gì? Ông ta đáp, tùy tâm. Diệp Huyên gật đầu, sau đó từ tốn đi tới trước mặt người áo đen, hắn xòe tay, bút đại đạo xuất hiện, hắn lặng lẽ đưa cho người áo đen, ông thấy cái này có được không? Mẹ kiếp! Người áo đen kinh hãi lui về phía sau, ngươi! Diệp Huyên chớp mắt, đừng lớn tiếng như vậy, lần này ta cải trang vi hành. Ít hầu của người áo đen trượt lên trượt xuống, hắn ta lấy hết dũng khí đi tới trước mặt Diệp Huyên run giọng hỏi, các hạ là chủ nhân bút đại đạo. Diệp Huyên gật đầu. Thấy Diệp Huyên gật đầu, người áo đen hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống. Chủ nhân bút đại đạo. Chết tiệt. Sao đại lão trong truyền thuyết lại xuất hiện ở đây? Diệp Huyên đột nhiên nói, bình tĩnh một chút, ta không muốn bại lộ thân phận. Nghe vậy, người áo đen lập tức bình tĩnh lại, run giọng nói, các hạ, có chuyện gì ta có thể giúp được cho cậu không? Diệp Huyên suy nghĩ một chút, bây giờ ngươi đang ở cảnh giới nào? Người áo đen nói, đạo chi tiểu thành. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, yếu vậy à? Vẻ mặt người áo đen cứng đờ. Diệp Huyên đột nhiên nói, thôi. Ngươi cứ đi theo ta trước đã. Nghe vậy, người áo đen vội nói, tại hạ nguyện làm trâu làm ngựa cho các hạ. Nói rồi hắn ta cúi đầu thật sâu. Hiện tại hắn ta đang rất kích động. Chủ nhân bút đại đạo. Cha mẹ ơi! Đây là chủ nhân bút đại đạo trong truyền thuyết đấy. Ta sắp mọc cánh rồi. Diệp Huyên đưa người áo đen tới trước mặt ba người phía Hình Linh. Cười giới thiệu, hắn vốn định cướp chúng ta nhưng bị ta cảm hóa, bây giờ quyết định quy phục ta, dẫn đường và hộ tống chúng ta đến nghịch loạn thành. Cảm hóa. Vẻ mặt của nhóm Hình Linh đều trở nên kỳ lạ. Người áo đen hơi cúi đầu trước ba người bên cạnh Diệp Huyên, bái kiến ba vị. Ba người nhóm Tiết Đồng nhìn nhau, đều không hiểu ra sao. Lúc này Diệp Huyên lên tiếng, chúng ta đi thôi. Nói xong hắn đi về phía xa. Người áo đen vội vàng đi theo, cực kỳ cung kính. Tiết Đồng nhìn Diệp Huyên phía xa, nhẹ giọng nói, rốt cuộc hắn là ai? Tiết Bạch thở dài, Diệp Huynh thật sự quá thần bí. Tiết Đồng nhìn Hình Linh cô nương có biết lai lịch và thân phận thật sự của Diệp công tử không? Hình Linh khẽ thở dài, hắn còn thần bí hơn hai người nghĩ nhiều. Nàng ta biết bên cạnh Diệp Huyên còn có một bá chủ viễn cổ là Tùy Tùng nữa. Đúng là một người đàn ông thần bí. Nghe Hình Linh nói thế, hai huynh muội Tiết Bạch nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều hơi phức tạp. Chưa đi được bao lâu, mấy người lại gặp rắc rối. Một nhóm người áo đen thần bí đứng chắn trước mặt mấy người Diệp Huyên. Người áo đen cầm đầu cười nói, đường này do ta mở, cây này do ta trồng,
muốn qua nơi này. Ta cho ngươi một trận. Lúc này người áo đen bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên đứng ra, tức giận mắng, tuổi còn nhỏ không học hành tử tế lại đi ăn cướp, các ngươi không có lương tâm à? Diệp Huyên nhìn người áo đen. Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Huyên, người áo đen cười gượng bảo, ta với chúng không giống nhau. Vừa nói hắn ta vừa nhìn nhóm người áo đen kia, cút xa đi cho ta. Nói xong hắn ta vung tay phải. Bùm! Một luồng khí thế đáng sợ đột nhiên quét ra. Đạo chi cảnh. Thấy thế, mấy người áo đen kia biến sắc, không nghĩ ngợi gì lập tức quay người bỏ chạy. Người áo đen phất tay áo, tức giận mắng, đúng là bất thiện, ngày nào cũng chỉ nghĩ tới việc trộm cướp, không học hành tử tế. Quá không có tố chất, mẹ kiếp. Mọi người. Diệp Huyên nhìn người áo đen, ta phải gọi ngươi là gì? Người áo đen vội vàng cung kính đáp, thưa. Nói đến đây hắn ta chợt sững người. Phải gọi thế nào? Tiền bối. Hình như không được. Vì Diệp Huyên đã nói rồi, phải khiêm tốn. Diệp Huyên đang định lên tiếng thì hai chân người áo đen chợt mềm nhũn, hắn ta cung kính nói, Diệp công tử, từ nhỏ ta đã không cha không mẹ, hay là ta nhận cậu làm cha nuôi nhé? Cha nuôi, cha. Vẻ mặt mấy người đều cứng đờ. Đầu óc Diệp Huyên cũng hơi loạn. Cái quái gì thế? Mặt Diệp Huyên đầy vạch đen, người đứng lên đi. Người áo đen vội nói, vâng thưa cha nuôi. Diệp Huyên lắc đầu, người gọi ta Diệp công tử là được rồi, còn cha, không phù hợp, hiểu không? Người áo đen cười khổ, trong lòng cảm thấy mất mát. Thể diện. Hắn ta không quan tâm đến thể diện. Người trước mặt này là ai? Đây là chủ nhân bút đại đạo đấy. Nếu có thể nhận hắn là cha thì trên đời còn ai dám ức hiếp mình nữa. Nỗ lực bao nhiêu năm khiến hắn hiểu ra một điều, sau lưng không có chỗ dựa là không được. Bởi vì ngươi không biết khi nào mình sẽ bị giết. Nhưng nếu có chỗ dựa thì lại khác. Huynh muội Thiết Bạch đã hoàn toàn choáng váng. Người áo đen này là đạo chi cảnh. Tuy chỉ là đạo chi tiểu thành nhưng cũng tương đương với chuẩn bá chủ viễn cổ rồi. Mà chuẩn bá chủ viễn cổ ở trước mặt Diệp Huyên lại hèn mọn thế này. Đầu óc hai người đã hoàn toàn rối tung lên. Lúc này Diệp Huyên lại hỏi, ngươi tên gì? Người áo đen vội đáp, Tô Tín. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ngươi tạm thời đi theo ta đi, lần này chúng ta muốn đến nghịch loạn thành, ngươi dẫn đường cho chúng ta, nhân tiện nói cho chúng ta biết về nơi này luôn. Tô Tín gật đầu lia lịa, vâng vâng. Mọi người tiếp tục khởi hành. Trên đường đi, Tô Tín giới thiệu, Diệp công tử, nghịch loạn thành này rất loạn, ở đây không có trật tự, chỉ cần cậu có thực lực thì cậu thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Ở đây loại người nào cũng có, tóm lại là cực kỳ hỗn loạn. Nói rồi hắn ta nhìn Diệp Huyên, thận trọng nói, Diệp công tử, lần này cậu tới là để xóa sổ nơi này à? Diệp Huyên gật đầu, ta tới xem thử có phải nơi này thật sự rất loạn không? Nghe vậy, Tô Tín toát mồ hôi lạnh. Chủ nhân bút đại đạo muốn tới xóa sổ vùng đất nghịch loạn này. Lúc này Diệp Huyên quay lại nhìn ba người phía Tiết Đồng, cười bảo, sao mấy người lại trở nên im ắng thế? Tiết Đồng nhìn Diệp Huyên hỏi, rốt cuộc huynh là ai? Diệp Huyên đáp, Diệp Huyên. Tiết Đồng trầm giọng hỏi, Diệp công tử, huynh có thể nói cho chúng ta biết thân phận thật sự của huynh không? Diệp Huyên lắc đầu mỉm cười, Tiết Đồng cô nương, ta là Diệp Huyên. Viện trưởng của một thư viện nho nhỏ. Vẻ mặt Tiết Đồng trở nên phức tạp. Lúc này Tô Tín chợt nói, Diệp công tử, nơi không xa phía trước chính là nghịch loạn thành, ở đó là nguy hiểm nhất, rất nhiều người khi đi vào đều gặp phải cướp. Diệp Huyên gật đầu, đang định nói thì lúc này một thanh niên và một ông lão chợt xuất hiện trước mặt họ. Thanh niên này nhóm Diệp Huyên đều biết, chính là Mạc Thiện. Mà khi nhìn thấy ông lão bên cạnh Mạc Thiện, sắc mặt ba người phía Tiết Đồng đều thay đổi. Vẻ mặt Tô Tín cũng trở nên nghiêm nghị, người này là một bá chủ viễn cổ hàng thật giá thật. Mạc Thiên nhìn Diệp Huyên cười khẩy, nhìn thấy ta có phải rất bất ngờ không? Diệp Huyên gật đầu, có chút, Mạc Thiên châm chọc, có phải rất hối hận vì khi ấy không giết ta không? Nhưng Diệp Huyên lại lắc đầu cười, điều này thì không. Lúc này ông lão bên cạnh Mạc Thiện nhìn hai huynh muội Tiết Bạch rồi bảo, chuyện này không liên quan đến nhà họ Tiết, hai người đi đi.
gia tộc của huynh muội nhà họ Tiết cũng có bá chủ viễn cổ, vì thế ông ta không muốn động đến họ. Huynh muội nhà họ Tiết nhìn nhau, cảm thấy hơi khó xử. Đương nhiên họ biết ông lão này muốn giết Diệp Huyên. Đi. Tiết Bạch Trần trừ giây lát rồi bảo, tiền bối, vị Diệp. Ông lão nheo mắt lại, bây giờ ta vẫn chưa đổi ý. Nghe thế, trong lòng Tiết Bạch giật mình, hắn ta quay đầu nhìn Tiết Đồng, nàng ta im lặng không nói như đang đấu tranh nội tâm. Lúc này ông lão từ từ nắm tay phải lại. Thấy thế Tiết Đồng mới lên tiếng, Diệp công tử, bảo trọng. Nói xong nàng ta kéo Tiết Bạch quay người rời đi. Nàng ta vẫn quyết định rời đi. Đúng là Diệp Huyên rất thần bí, nhưng người trước mặt là bá chủ viễn cổ. Nàng ta không muốn đánh cược vì Diệp Huyên. Nếu thua cược thì huynh muội họ đều có thể sẽ phải chết ở đây. Sau khi huynh muội Tiết Bạch rời đi, ông lão kia lại nhìn Hình Linh, cô cũng đi đi. Hình Linh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, ta và Diệp công tử cùng tiến cùng lùi. Nàng ta sẵn sàng đánh cược. Bởi vì nàng ta biết phía sau Diệp Huyên còn có một cường giả bá chủ viễn cổ. Ông lão hơi híp mắt, cô đừng tưởng cô là người của Hình tộc thì ta không dám giết cô. Vẻ mặt Hình Linh không cảm xúc, cứ tự nhiên. Nét mặt ông lão chợt trở nên dữ tợn, ông ta đang định ra tay thì lúc này Diệp Huyên lại cười bảo, Hình Linh cô nương, chẳng phải cô vẫn luôn rất tò mò về thực lực của ta đó sao? Hình Linh nhìn Diệp Huyên, cậu đừng nói với ta cậu là bá chủ viễn cổ thực sự đấy nhé. Bá chủ viễn cổ. Diệp Huyên chớp mắt, đó là thứ rác rưởi gì, có thể đỡ được một kiếm của ta không? Nói xong hắn duỗi tay phải ra, kiếm tới. Ù. Một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang vọng khắp trời, ngay sau đó một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống. Kiếm giáng từ trên trời xuống, cuối cùng rơi vào trong tay Diệp Huyên. Diệp Huyên quay đầu nhìn ông lão ở cách đó không xa, ông ta nở nụ cười châm chọc, nào, ta chấp ngươi ba kiếm. Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Xoẹt. Trong mắt ông lão chợt co lại, còn chưa kịp phản ứng thì một thanh kiếm đã đâm thẳng vào giữa trán ông ta. Những người có mặt ở đây đều hóa đá tại chỗ. Trong mắt Mạc Thiện ngập tràn vẻ sợ hãi, tựa như mới gặp quỷ. Giết trong nháy mắt. Một vị bá chủ viễn cổ lại bị giết trong nháy mắt. Chuyện gì thế này? Đầu óc hắn ta đã rối như tơ vò. Hình Linh ở cạnh cũng đứng ngơ ngác. Giết trong nháy mắt. Diệp Huyên lại có thể giết một vị bá chủ viễn cổ dễ như trở bàn tay. Trời ơi! Lúc này đây, đầu óc nàng ta hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có vẻ mặt Tô Tín khá là bình tĩnh, nhưng hắn ta cũng thấy sợ hãi không thôi. Cũng may ban nãy hắn ta đã kịp cải tà quy chính. Nếu không thì kết cục của hắn ta e cũng thảm như này đây. Ông lão bị kiếm Thanh Huyên xuyên thủng qua trán lúc này chỉ biết trợn tròn hai mắt, trong đôi ngươi ngập tràn vẻ khó tin. Lúc này đây, trong mắt ông ta chỉ còn lại sự hoảng sợ. Diệp Huyên chậm rãi đi tới trước mặt ông lão, ông ta run giọng nói, ngươi là. Diệp Huyên lấy bút đại đạo hơ hơ lên, hiểu chưa? Nhìn thấy bút đại đạo, vẻ mặt ông lão lập tức cứng lại, chủ nhân bút đại đạo. Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm Thanh Huyên ra, sau đó hỏi, có muốn cải tà quy chính không? Nghe vậy, ông lão lập tức kích động nói, người không giết ta. Diệp Huyên chớp mắt, xem ông biểu hiện thế nào đã. Lúc này ông lão quỳ rạp xuống, từ nay về sau ta sẽ làm một người tốt. Diệp Huyên liếc mắt nhìn Mạc Thiện ở một bên. Mạc Thiện cũng nhanh chóng quỳ xuống, run rẩy nói ta. Ta sai rồi, ta. Diệp Huyên lắc đầu. Ông lão hiểu ý, vội vung tay phải ra. Mạc Thiện lập tức thần hồn câu diệt. Diệp Huyên liếc mắt nhìn ông lão, sau đó nói, đứng lên đi. Ông lão do dự một lúc rồi chậm rãi đứng dậy. Thế nhưng thân thể ông ta vẫn còn đang run rẩy. Sợ hãi tột độ. Diệp Huyên vô cảm nói. Mạng của ông trước tiên cứ giữ lại, nhưng không còn là của ông nữa, hiểu ý ta không? Ông lão vội vàng nói, ta hiểu, ta hiểu. Diệp Huyên khẽ gật đầu, sau đó xoay người đi đến chỗ Hình Linh, cười nói, chúng ta vào thành thôi. Nghe Diệp Huyên nói vậy, lúc này Hình Linh mới hồi thần lại, nàng ta đi tới trước mặt Diệp Huyên, run giọng nói cậu. Cậu không phải bá chủ viễn cổ, cậu là...
Diệp Huyên cười nói, đừng kinh ngạc nữa. Chúng ta vào thành thôi. Nói xong, hắn đi về phía xa xa. Ông lão và Tô Tín cũng vội vàng đi theo sau. Hình Linh đứng tại chỗ lắc đầu cười, rồi cũng nối gót theo. Một canh giờ sau, mấy người đã đến trước một tòa thành cổ hùng vĩ. Nghịch Loạn Thành. Vừa tới Nghịch Loạn Thành, Diệp Huyên đã cảm nhận được vô số lệ khí. Diệp Huyên nhìn về phía thành, chân mày hơi nhíu lại. Tòa thành này có lệ khí quá nồng nặc. Đúng lúc này, Hình Linh đột nhiên chỉ về phía xa, cậu nhìn kìa. Diệp Huyên nhìn về phía xa, ở cách đấy không xa có hai người đang bị mười mấy người vây quanh. Hai người này không phải ai khác, mà chính là huynh muội nhà họ Tiết. Mà lúc này đây, vẻ mặt của đôi huynh muội này vô cùng nghiêm nghị, vai phải của Tiết Bạch còn đang bị một thanh kiếm cắm vào, bị thương nặng. Mà lúc này, hai huynh muội cũng nhìn thấy Diệp Huyên, cả hai đều rất sửng sốt, bọn họ không ngờ Diệp Huyên vẫn còn sống. Không chỉ thế, ông lão bá chủ viễn cổ lúc trước bây giờ lại còn cung kính đi theo sau Diệp Huyên nữa. Xảy ra chuyện gì? Hai huynh muội Tiết Đồng đều ngây ra. Mà lúc này, đám cường giả đang vây quanh hai người cũng nhìn về phía nhóm Diệp Huyên, lúc nhìn thấy ông lão bên cạnh hắn, sắc mặt của chúng lập tức trở nên nghiêm nghị. Lúc này, Tiết Đồng vội hô lên, Diệp công tử. Thấy thế, người đàn ông trung niên cầm đầu đứng trước mặt Tiết Đồng nhíu mày lại. Quen nhau à? Ông ta cảm nhận được sự mạnh mẽ của ông lão đứng cạnh Diệp Huyên, lúc này đây, trong lòng ông ta đã có ý định rút lui. Bọn họ là những người liếm máu trên lưỡi dao để sống qua ngày, biết ai có thể chọc được, ai không thể. Nhóm người trước mặt này chắc chắn không thể trêu vào. Mà đúng lúc này, Diệp Huyên nhìn về phía Tiết Đồng, chớp mắt, chúng ta quen nhau lắm à? Nghe vậy, Tiết Đồng bỗng sững sốt, chẳng mấy chốc, vẻ mặt nàng ta đã trở nên vô cùng khó coi, Diệp công tử, ngươi. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, chúng ta không quen, cảm ơn. Nói xong, hắn dẫn mọi người đi sang một bên khác. Tiết Đồng bỗng trầm giọng nói, Diệp công tử, lúc trước là do chúng ta sai, huynh muội bọn ta. Diệp Huyên khoát tay một cái, bỏ đi là sự lựa chọn của hai người, ta không hề tức giận, cô không cần phải giải thích gì với ta cả, còn bây giờ, ta cũng không cần phải giải thích gì cho cô hết, hiểu chưa? Nói xong, hắn dẫn nhóm Hình Linh đi về phía xa. Ở đằng sau, sắc mặt Tiết Đồng trở nên cực kỳ khó coi. Mà người đàn ông trung niên định rút lui kia chợt đứng lại. Lúc này, Tiết Đồng đột nhiên xòe tay ra. Một lá bùa truyền âm trong tay nàng ta chợt phóng lên trời. Gọi người. Sắc mặt Tiết Bạch lập tức thay đổi, sao muội lại gọi người? Lần thí luyện này có quy định sẵn. Không thể gọi người trong gia tộc tới. Một khi gọi người đến thì có nghĩa là tự động từ bỏ. Tiết Đồng lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiết Bạch, huynh có đánh lại bọn chúng không? Nghe vậy, sắc mặt Tiết Bạch trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì đúng là hắn ta không thể. Đám người trước mặt này đều là thần chi cảnh đỉnh cao, hơn nữa còn đều là người hung tàn, chắc chắn không phải hạng mà hai huynh muội bọn họ có thể địch lại. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên ập đến từ chân trời, một khắc sau, một ông lão tóc trắng đã xuất hiện ở nơi đây. Khi thấy ông lão tóc trắng này xuất hiện, người đàn ông trung niên cầm đầu lập tức biến sắc rồi nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Những người cạnh ông ta thấy thế cũng nối gót chạy theo. Tuy thần chi và đạo chi chỉ hơn kém nhau một cảnh giới, thế nhưng chênh lệch giữa chúng phải nói là một trời một vực. Nhìn thấy đám người đàn ông trung niên định chạy trốn thì khóe miệng ông lão tóc trắng chợt nhếch lên thành một nụ cười châm chọc, lão phất tay áo lên. Người đàn ông trung niên lập tức bị một luồng sức mạnh kinh khủng xóa sổ. Ông lão tóc trắng nhìn về phía huynh muội nhà họ Tiết, vẻ mặt rất phức tạp. Tiết Bạch cung kính thi lễ, xấu hổ nói, thẹn với tiên tổ. Ông lão tóc trắng khẽ lắc đầu, sống sót mới là điều cần làm. Nói xong, lão quay đầu nhìn mấy người Diệp Huyên ở phía xa. Ông lão tóc trắng trầm mặc một hồi lâu sau mới nói, các hạ, xin dừng chân. Ánh mắt của ông lão dán chặt lên người Diệp Huyên. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía ông lão tóc trắng, lão trầm giọng nói, hậu bối của nhà họ Tiết không hiểu chuyện. Mong các hạ đừng để bụng. Hiển nhiên là lão đã biết đầu đuôi câu chuyện.
Diệp Huyên khẽ mỉm cười, chuyện nhỏ như vậy không đáng để ta lưu tâm. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ông lão tóc trắng khẽ thở dài, vẻ mặt rất phức tạp. Người có thể khiến một vị bá chủ viễn cổ cam nguyện thần phục thì phải có gia thế và bối cảnh kinh khủng đến mức nào. Nghĩ tới đây, lão không khỏi liếc nhìn huynh muội nhà họ Tiết, rồi khẽ lắc đầu, trong mắt còn hiện lên chút thất vọng không thể che giấu được. Thấy sự thất vọng nơi đáy mắt ông lão, vẻ mặt hai huynh muội nhà họ Tiết trở nên vô cùng khó coi. Phía xa, Diệp Huyên nhìn ông lão ở bên cạnh, xưng hô như thế nào? Ông lão vội đáp, Lâm Khởi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ông và lão Tô đi làm công chuyện khác trước đi, không cần theo sau ta và hình linh cô nương đâu. Lâm Khởi do dự một lúc rồi nói, Diệp công tử, nghịch loạn thành này có chút loạn. Tất nhiên ta không sợ Diệp công tử có chuyện gì, ta chỉ sợ có người có mắt như mù, chọc giận Diệp công tử, khiến Diệp công tử thấy khó chịu. Diệp Huyên liếc mắt nhìn Lâm Khởi, khá là cạn lời. Các ông cứ đi theo sau ta thì làm sao ta ra vẻ được. Lúc này, Tô Tín ở cạnh vội nói, Lâm Huynh, chúng ta đừng quấy rầy Diệp công tử nữa, mau đi thôi. Nói rồi, hắn ta quay sang cung kính thi lễ với Diệp Huyên rồi vội vàng dẫn Lâm Khởi rời đi. Diệp Huyên nhìn về phía Hình Linh, cười nói, Hình Linh cô nương, chúng ta đi thôi. Hình Linh liếc mắt nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, được. Hai người vừa bước vào thành đã cảm nhận được rất nhiều thần thức quét về phía bọn họ. Hình Linh hơi nhíu mày lại. Nhưng Diệp Huyên lại rất bình tĩnh. Đường phố rất quạnh quẽ, không có bóng người qua lại, nhưng trong tối lại có vô số cặp mắt. Hai người chậm rãi bước đi, dọc đường cũng chẳng có ai chủ động ra tay với bọn họ. Diệp Huyên cau mày. Sao không có ai đến gây chuyện vậy? Nghĩ tới đây, Diệp Huyên đột nhiên lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra đeo lên tay, trong nhẫn có đến hơn 100 triệu thứ nguyên thần tinh. Thứ nguyên thần tinh vẫn có tác dụng với cường giả bá chủ viễn cổ, mà con số lên đến 100 triệu tuyệt đối là một khoản siêu cấp cách xù. Nhìn thấy Diệp Huyên lấy của cải ra khoe trước mặt mọi người, Hình Linh không khỏi lắc đầu cười, Diệp công tử, cậu chỉ lo người khác không đến gây chuyện với mình thôi sao? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, có phải Hình Linh cô nương cảm thấy ta làm như thế là vì muốn ra vẻ, đúng không? Hình Linh liếc mắt nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào, nhưng trong lòng đã thầm đáp lại, chẳng lẽ không phải vậy? Diệp Huyên khẽ thở dài, Hình Linh cô nương, cô cảm thấy ta là người nông cạn như vậy sao? Hình Linh hơi nghi ngờ, lẽ nào Diệp công tử có thâm ý khác? Lúc này Diệp Huyên mới nghiêm mặt nói, tất nhiên rồi. Nói xong, hắn liếc nhìn xung quanh, sau đó nói, cô không cảm thấy nơi này quá loạn lạc, quá điên cuồng rồi sao? Hình Linh trầm giọng nói, Diệp công tử muốn thay đổi nơi này. Diệp Huyên gật đầu. Hình Linh do dự một lúc rồi nói, Diệp công tử, nơi này là một chỗ khác đặc biệt, thâm sâu khó lường, cho dù là một vài thế lực siêu cấp cũng không muốn xảy ra chuyện gì không vui ở nơi đây, cậu. Tiểu Tháp cũng đột nhiên nói, tiểu chủ. Ta cảm thấy gần đây người ra vẻ hơi quá đà rồi đó. Nên kiềm chế lại chút đi. Người mà còn tiếp tục như thế nữa thì sẽ khiến nhiều người tức giận đó. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, chẳng lẽ ta còn chưa khiêm tốn đủ sao? Tiểu Tháp trầm giọng nói, người cảm thấy mình khiêm tốn lắm à? Diệp Huyên gật đầu, tất nhiên rồi. Tiểu Tháp im lặng một lúc rồi nói, tiểu chủ. Diệp Huyên đột nhiên khẽ thở dài, chúng ta đi cùng nhau lâu như vậy. Trước đây có lần nào mà ta không bị người ta treo lên đánh con như con? Có lần nào không phải là con sâu cái kiến trong mắt người ta? Bây giờ vất vả lắm mới có chút thực lực, ta ra vẻ thì làm sao nào? Phạm Pháp chắc, Tiểu Tháp trầm mặc một lát, rồi nói, vậy ta cũng phải ra vẻ mới được. Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười. Cả chặng đường từng đi, hắn đúng là đã bị ép bức rất nhiều. Bởi vì kẻ địch luôn luôn mạnh hơn hắn rất nhiều lần. Trong tình huống đó, hắn chỉ có thể bị động chịu đòn. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc không cần phải làm cái bia thịt nữa rồi. Ra vẻ thì sao chứ? Bây giờ mà không tranh thủ thể hiện thì sau này sợ là sẽ không còn cơ hội nữa. Tiểu Tháp đột nhiên nói, đúng vậy, đúng là cuộc sống trước đây có hơi thảm. Ây! Diệp Huyên cười cợt, sau này sẽ tốt lên thôi. Tiểu Tháp nói, hy vọng là vậy.
nó cũng không muốn cả đời đều phải theo chân Diệp Huyên làm bị thịt cho người ta hành. Đúng lúc này, một ông lão mặc áo bào đen xuất hiện ở cách đó không xa, ông lão nhìn Diệp Huyên, vị công tử này, tiểu thư của chúng ta cho mời cậu. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, tiểu thư của các ông. Ông lão áo bào đen khẽ gật đầu, đúng vậy. Nói rồi, ông ta làm thủ thế mời. Diệp Huyên liếc mắt nhìn ông lão áo bào đen, ông lão này là một cường giả bá chủ viễn cổ. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, ta còn việc cần làm, không đi được đâu. Nói rồi, hắn dẫn hình linh xoay người rộng đi. Ông lão áo bào đen nhíu mày lại, tay phải đã cuộn chặt lại, nhưng đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên quay đầu liếc nhìn lão ta, nếu ông ra tay, tin ta đi, đó sẽ là lần ra tay cuối cùng của ông đấy. Ta không ra vẻ đâu, ta đang nói sự thật với ông đấy. Nói xong, hắn dẫn hình linh đi về phía xa. Ông lão áo bào đen đứng tại chỗ với vẻ mặt âm trầm. Nhưng cuối cùng lão vẫn không ra tay. Một lát sau, ông lão áo bào đen xoay người rời đi. Phía xa, hình linh bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên cười nói, tại sao cậu không đi? Diệp Huyên cười hỏi, tại sao ta phải đi? Hình linh liếc mắt nhìn Diệp Huyên, khẽ thở dài trong lòng. Đừng thấy người đàn ông trước mắt này bình thường ôn hòa, thật chất bên trong là một người vô cùng kiêu ngạo. Chỉ chốc lát, Diệp Huyên và hình linh đã đi đến trên một quảng trường, lúc này đây, trên quảng trường đã có một vài học viên của Học viện Ngân Hà. Ngoài ra, trưởng lão bá chủ viễn cổ kia cũng đã ở đây, lần này ông ta là người sát hạch. Trưởng lão kia đang ngồi xếp bằng bên dưới thềm đá, lúc nhìn thấy Diệp Huyên và hình linh, lão bỗng mở hai mắt, sau đó khẽ gật đầu với cả hai, xem như là chào hỏi. Diệp Huyên và hình linh đi tới trước mặt trưởng lão, hình linh hơi thi lễ, vu trưởng lão. Dư trưởng lão khẽ gật đầu, vất vả rồi, nghỉ ngơi trước một chút đi. Hình linh gật đầu, sau đó cùng Diệp Huyên đi sang một bên, nàng ta cũng ngồi xếp bằng xuống, Diệp công tử, ta tu luyện trước đã nhé. Diệp Huyên cười nói, được. Hình linh khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Diệp Huyên không chọn tu luyện, mà chuẩn bị đi dạo nghịch loạn thành này. Bây giờ hắn đang đợi đan dược của đan thần, có đan dược thì hắn mới tiếp tục tu luyện được. Thấy Diệp Huyên rời đi, vu trưởng lão cau mày lại, nhưng không cản. Hiện tại Học viện Ngân Hà vẫn chưa có một thái độ nhất định nào với Diệp Huyên, bọn họ đều biết lai lịch Diệp Huyên không đơn giản, phải nói là vô cùng không đơn giản. Bọn họ lo là Diệp Huyên đến Học viện Ngân Hà vì có mục đích không trong sạch, ngoài ra bọn họ không có suy nghĩ gì thêm về Diệp Huyên nữa. Ngược lại, có rất nhiều đạo sư đề nghị tạo thiện duyên với Diệp Huyên, tất nhiên cũng có người phản đối ý kiến này. Nói chung thái độ hiện tại của Học viện Ngân Hà đối với Diệp Huyên chia thành hai luồng, một là muốn lôi kéo, hai là đề phòng. Trong mắt phu trưởng lão ánh lên một tia lo lắng. Bởi vì lão phát hiện mình căn bản không nhìn thấu được Diệp Huyên. Lúc trước lão cũng từng lén thử dùng thần thức quét Diệp Huyên, nhưng lão phát hiện thần thức của mình vừa tiến gần đến Diệp Huyên đã biến mất vô tung. Chỉ có hai loại khả năng, một là trên người Diệp Huyên có thần vật siêu cấp, cản trở thần thức của lão, hai là thực lực của Diệp Huyên. Nghĩ tới đây, phu trưởng lão chậm rãi nhắm hai mắt lại, không dám nghĩ tiếp nữa. Diệp Huyên đi dạo trên phố, xung quanh vấp vắng vẻ, thỉnh thoảng lại có vài thần thức hơi lướt qua hắn. Diệp Huyên chậm rãi rảo bước. Lúc này, trời bỗng lất phất mưa, nhưng những giọt mưa vừa rơi đến gần hắn thì đã bị một luồng sức mạnh thần bí đẩy lui. Diệp Huyên nhìn chân trời tịch mịch, trong lòng đột nhiên cũng có chút trống rỗng. Hắn bây giờ đã nếm được cảm giác của vô địch. Chí ít thì hiện nay không có người nào là đối thủ của hắn cả. Nhưng hắn lại phát hiện, sâu thẳm trong nội tâm của mình lại có chút cô độc. Bởi vì không có ai ở cạnh hắn cả. An Lan Tú không ở bên. Thiên Tú không ở bên. Diệp Liên không ở bên. Mạc Vân Khởi không ở bên. Thác Bạt Ngạn không ở bên. Niệm Tỷ không ở bên. Và cả Tiểu Linh Nhi. Nghĩ tới những người này, sâu trong nội tâm Diệp Huyên bỗng dâng lên một nỗi cô độc như thủy triều ùa đến. Cả một đoạn đường dài này, Diệp Huyên hắn đã chạy quá nhanh. Nhanh đến mức rất nhiều người không còn theo kịp bước chân của hắn nữa, mà một khi không theo kịp hắn, chẳng mấy chốc hắn đã bỏ lại mọi người ở tít tắp đằng sau.
chỉ đành chịu. Trong mắt Diệp Huyên hiện lên vô vàn nỗi phức tạp, bây giờ rốt cuộc hắn cũng đã hiểu câu nói kia rồi. Về đạo chính là cô độc, hiện tại hắn cũng có chút hiểu được nỗi cô độc của đại ca rồi. Thậm chí bây giờ hắn còn cảm thấy hơi hoảng sợ ở trong lòng. Nếu thật sự có một ngày Diệp Huyên hắn đã đi được cực xa, ví như đi đến điểm cuối của võ đạo, sau đó hắn quay đầu lại, phát hiện những người thân bạn bè cùng hồng nhan chi kỷ trước kia đều đã không còn ở bên. Nghĩ đến đây, sâu trong nội tâm hắn đột nhiên nổi lên một loại cảm giác khủng hoảng. Diệp Huyên dừng bước lại, hắn nhíu chặt mày, tay phải khẽ run. Hắn đột nhiên phát hiện, nếu có ngày hắn thật sự vô địch, nhưng người người từng kề bên đều không còn nữa, vậy thì còn nghĩa lý gì? Vô địch. Diệp Huyên nhìn phía đầu đường trống rỗng ở nơi xa, nếu bên cạnh không còn một ai, vậy thì vô địch có ích lợi gì? Nhân gian. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, so với trời cao lạnh lẽo, hắn lại thích nhân gian nhuốm mùi khói lửa hơn. Nghĩ tới đây, khóe miệng Diệp Huyên đột nhiên cong lên một nụ cười. Thời khắc này, hắn đã nghĩ thông suốt rồi. Thứ hắn muốn là nhân gian, chứ không phải trời cao cô tịch kia. Vô địch. Tùy duyên là được rồi. Ngày sau nếu thật sự có thể vô địch thì tốt, còn nếu không thể thì có sao đâu. Dù sao ba người vô địch hiện nay đều là người của hắn. Diệp Huyên đột nhiên lắc đầu cười, hắn xòe tay ra, kiếm ý nhân gian đột nhiên tuôn ra từ lòng bàn tay của hắn, sau khi những kia ẩm ý này xuất hiện thì chúng lại bắt đầu biến chất. Kiếm tu tu hành, tu tâm làm chính. Tâm đột phá, kiếm sẽ đột phá. Một suy nghĩ, một ý niệm đều là tu hành. Giống như sự giác ngộ của những người tu luyện khác. Nhân sinh cũng giống vậy. Có vài thứ nếu người có thể thông suốt thì sẽ một bước lên mây, còn nếu không không thể mở mang suy nghĩ, thì có nỗ lực cả đời của chưa chắc sẽ gặt hái được gì. Chẳng mấy chốc, những kiếm ý kia đã ngưng tụ thành một thanh kiếm. Một thanh ý kiếm hoàn toàn mới. Thanh kiếm này mặt trước là núi sông bạt ngàn, mặt sau là chúng sinh vạn vật. Nhìn ý kiếm trong tay, Diệp Huyên khẽ mỉm cười, kể từ hôm nay, người sẽ tên là Kiếm Nhân Gian. Kiếm Nhân Gian. Diệp Huyên cũng không biết rằng, cái tên hôm nay hắn đặt ra, trong tương lai sẽ vang danh đến mức nào. Kiếm chủ nhân gian Diệp Huyên. Đương nhiên với cái danh này, hắn lại không có cơ hội đi ra vẻ. Nhưng có điều, hắn không biết rằng sẽ có người thay hắn ra vẻ. Sau khi kiếm ý nhân gian đột phá, thực lực Diệp Huyên tất nhiên cũng được tăng lên rất nhiều, nhất là lực lượng ngân gian. Hắn cảm nhận được rõ ràng là đã không còn giống như trước nữa. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên lên ở vang bên cạnh, kiếm ý này của ngươi rất được. Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa có một cô gái mặc váy đen bó sát người, vóc dáng thon gọn, bởi vì quần áo ôm sát nên thân hình nàng ta nổi bật được những chỗ lồi lõm nhất định, nhất là đôi chân dài kia, vừa thon dài vừa gợi cảm, nóng bỏng lòng người. Mái tóc dài của cô gái được một sợi dây vải buộc lại. Tóc dài nhưng không hề rối bời, giữa trán nàng có hai sợi tóc mái thả xuống, trong miệng ngậm một nhánh cỏ tươi, trông vô cùng ngầu. Cô gái bỗng ngả người tựa vào bức tường ở đằng sau, nàng ôm trường đao trong tay, nhìn Diệp Huyên, ngươi là đạo chi đại thành. Diệp Huyên cười nói, xưng hô như thế nào? Cô gái cười nói, người yếu không có tư cách biết tên của ta. Nói xong, nàng đột nhiên rút đao ra chém. Xoẹt. Một luồng đao khí phóng ngang ra. Một đao kia rất khủng bố, như thể muốn chém đứt lìa thiên địa này, vô cùng bá đạo. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên phất tay áo lên. Ầm. Luồng đao khí kia lập tức biến mất không thấy đâu nữa, như thể chưa từng xuất hiện. Diệp Huyên lại thoáng sửng sốt. Ban nãy hắn chỉ thả ra một chút kiếm ý nhân gian, nhưng hắn không ngờ rằng chỉ một chút kiếm ý vậy thôi mà lại có thể phá vỡ đao khí của cô gái này một cách dễ dàng. Diệp Huyên nhìn kiếm nhân gian trong tay, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, hắn phát hiện hình như mình có hơi đánh giá thấp kiếm ý nhân gian này rồi. Phía xa, sau khi đao khí tan đi, cô gái híp mắt lại, người quả nhiên là đạo chi cảnh. Hơn nữa còn là đạo chi đại thành. Diệp Huyên cười, sau đó xoay người rời đi. Cô gái đột nhiên hỏi, ngươi không muốn biết tên của ta sao? Nhưng Diệp Huyên lắc đầu, bây giờ không có hứng thú đó nữa. Nghe vậy, cô gái không chỉ không tức giận mà còn hơi nhếch miệng cười, có cá tính.
Nói rồi, nàng ta phun nhánh cỏ trong miệng ra, sau đó đến cạnh Diệp Huyên, làm quen đi, ta tên Khổng Niệm. Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Cô gái đột nhiên đứng chắn trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn thẳng vào hắn, không biết. Diệp Huyên gật đầu, cô nổi tiếng lắm à? Cô gái nghiêm túc đáp, ta không nổi tiếng, nhưng ngươi đừng bảo ngươi không biết Khổng tộc nhé. Diệp Huyên lắc đầu, thật sự không biết. Nghe vậy, cô gái chớp mắt, thật sự không à? Diệp Huyên nhìn Khổng Niệm, thật. Khổng Niệm cười nói, thú vị đây. Tất nhiên không phải ta đang cười nhạo ngươi, nhìn là biết lai lịch ngươi không hề đơn giản rồi, ngươi không phải người thường, nên ta cứ nghĩ ngươi sẽ biết Khổng tộc. Diệp Huyên không nói gì, tiếp tục đi về phía xa. Khổng Niệm cười bảo, làm quen nhé. Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó nói, cô nương, Diệp Huyên ta kết bạn chỉ xem nhân phẩm, chứ không phải xem gia thế của đối phương. Bởi vì dù gia thế có mạnh đến đâu cũng không thể sánh với ta được. Nói rồi, hắn dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, lời này có lẽ hơi huênh hoang, nhưng trong giới con ông cháu cha này. Diệp Huyên ta không có đối thủ, cảm ơn. Nghe những lời này của Diệp Huyên, Khổng Niệm ngẩn ra. Diệp Huyên không nói gì nữa, quay người đi về phía xa. Hiện giờ hắn chỉ muốn nghiên cứu kiếm ý nhân gian vừa mới đột phá. Khổng Niệm lại đi theo Diệp Huyên. Diệp Huyên hơi nhíu mày, quay lại nhìn Khổng Niệm hỏi, cô làm gì vậy? Khổng Niệm cười, Diệp công tử, phải nói rằng cậu rất tự tin, đương nhiên cũng rất kiêu ngạo. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, Khổng cô nương, ta còn có việc phải làm. Nói xong hắn biến mất ở nơi xa. Khổng Niệm nhìn bóng lưng Diệp Huyên, cười như không cười, không biết đang nghĩ gì. Lúc này một người đàn ông xuất hiện bên cạnh Khổng Niệm. Hắn ta nhìn nàng ta, đây là đồ chơi mới của cô à? Khổng Niệm cười, người này thì khác, khác biệt rất lớn. Người đàn ông hơi híp mắt, Khổng Niệm, không phải là cô thích người ta rồi đấy chứ? Khổng Niệm liếc mắt nhìn người đàn ông, liên quan gì đến ngươi? Nói óng nàng ta quay người bỏ đi. Người đàn ông nhíu chặt mày, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Diệp Huyên tìm một nơi yên tĩnh rồi khoanh chân ngồi xuống, hắn xòe lòng bàn tay, kiếm nhân gian xuất hiện trong tay hắn. Kiếm nhân gian. Đây là thanh kiếm được ngưng tụ từ kiếm ý của hắn. Mà lúc này hắn chợt phát hiện độ phù hợp của kiếm nhân gian này với hắn còn cao hơn cả kiếm Thanh Huyên. Thanh kiếm này tựa như một phần của cơ thể hắn. Ngoài ra hắn còn phát hiện đúng là kiếm ý nhân gian đã thay đổi về chất, hoàn toàn khác với trước đây. Tín ngưỡng chi lực. Diệp Huyên nhìn kiếm trong tay, chìm vào im lặng. Điều hắn dựa vào thật sự là tín ngưỡng chi đạo sao? Diệp Huyên bỗng thấy hơi nghi ngờ. Tín ngưỡng chi lực. Càng đi xa hắn càng phát hiện thật ra tín ngưỡng chi lực cũng không quá đáng sợ, thứ thực sự đáng sợ là các loại đại đạo và pháp tắc trong thế gian này, nói đơn giản là chủ nhân bút đại đạo. Càng về sau, muốn thăng cấp hầu như đều cần thông qua chủ nhân bút đại đạo. Nói cách khác, các cảnh giới sau này đều do chủ nhân bút đại đạo đích thân kiểm nghiệm. Đúng lúc này, bút đại đạo lại nói, thật ra cậu không cần phải lo lắng đâu. Diệp Huyên gạt mọi suy nghĩ, vì sao? Bút đại đạo cười giải thích, không phải tín ngưỡng chi đạo không mạnh, mà là trước giờ chưa ai có thể làm được đến cực hạn. Đại đa số đều chỉ khiến cho sinh linh của một vùng nhỏ tín ngưỡng mình, rất ít người có thể khiến cho sinh linh vô số vũ trụ tín ngưỡng được mình. Nếu cậu thật sự có thể khiến sinh linh của vô tận vũ trụ này đều tín ngưỡng cậu thì tin ta đi, như vậy chắc chắn sẽ cực kỳ ngầu. Diệp Huyên trầm giọng, nhưng nếu như vậy khi sau này những tín ngưỡng này không còn tín ngưỡng ta nữa, vậy thì mọi tín ngưỡng chi lực ta có chẳng phải đều sẽ biến mất sao? Bút đại đạo lại nói, nếu mọi sinh linh không còn tín ngưỡng cậu nữa thì đó không phải vấn đề của mọi sinh linh mà là vấn đề của bản thân cậu. Nói cách khác, khi đó có thể ý định ban đầu của cậu đã thay đổi. Những điều cậu làm không còn vì những chúng sinh này nữa. Diệp Huyên im lặng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 231.